Thiên đạo đồ thư quán chương 1320, đấu trong lòng. Đấu trong lòng. Mọi người xôn xao. Loại phương thức tranh tài này, bọn họ biết được. Thời kỳ thượng cổ, lúc dị linh tộc khống chế nhân tộc, liền thường xuyên lấy loại phương thức này mua vui. Là nhốt một đám người ở trong một cái lồng, tự giết lẫn nhau, cuối cùng thắng được có thể sống sót, nếu không, chỉ có một con đường bị ăn, vô cùng tàn nhẫn, thậm chí đối với nhân tính là khảo nghiệm cực lớn chí thân hảo hữu, vì mình sống sót cũng sẽ ra tay với cốt nhục. Loại phương pháp này, tà ma ngoại đạo, từ trước tới nay bị danh sư Đường vứt bỏ, sao Thánh tử điện thi vòng 2 lại dùng. Mọi người không cần khẩn trương, cái gọi là đấu trong lòng này, cũng không phải máu tanh chém giết, mà là đào thải. Thấy biểu lộ của mọi người không đúng, Triệu Hưng mặt khoát tay áo, giải thích nói: Là đồng thời trục xuất bọn ngươi tới một đảo hoang, trong vòng 3 ngày, nghĩ biện pháp tìm những người khác hơn nữa đào thải 13 vị trong đó mới có thể thông qua. Đương nhiên, đào thải là nghĩ biện pháp bóp nát ngọc phù trên người đối phương mà không phải chém giết. Nếu như phát hiện tàn sát đồng bạn, trực tiếp hủy bỏ tư cách. Không thể chém giết, bóp nát ngọc phù. Cái này rất khó. Vẻ mặt mọi người đều nghiêm túc. Tất cả mọi người là thiên tài, cho dù thực lực có chút chênh lệch, nhưng năng lực chạy trốn cùng thủ đoạn bảo mệnh không kém bao nhiêu, đánh lén chém giết có lẽ còn có thể làm được, chỉ bóp nát ngọc phù, không thương tổn tính mạng, độ khó bao lớn có thể tưởng tượng được. Có đôi khi, làm không cẩn thận sẽ bị người giết ngược lại. Đương nhiên, cái đảo hoang này, cũng không phải chỉ có các ngươi, còn có thánh thú, bảy rập sớm đã bố trí tốt, cùng nơi hiểm yếu đặc thù. Muốn đào thải người khác, đồng thời còn phải bảo hộ mình. Ánh mắt triệu hưng mặt lóe lên. Nếu như ngươi chỉ ở một chỗ bất động, đánh chủ ý ngư ông đắc lợi, có thể nói cho các ngươi biết, tất nhiên cũng sẽ gặp phải đào thải. Thánh tử điện sẽ không thu nhận kẻ hèn nhát cùng người trốn tránh. Mặt khác, trong vòng 3 ngày, không đào thải được 13 cái, tất cả mọi người đều sẽ mất đi tư cách. Cái này, nói cách khác, nhất định phải đào thải, nếu không mình cũng không cách nào đi vào thánh tử điện. Cái này có chút quá tàn khốc a. À. Đệ nhất học phủ của đại lục, nếu như đi vào dễ dàng như vậy, chỉ sợ tân sinh hàng năm cũng sẽ chen bể đám người xôn xao sau đó trầm mặc đấu trong lòng này nghe đơn giản trên thực tế so với đặt ở trong lòng chân chính còn tàn khốc hơn phải tính toán thực lực mưu kế rất nhiều thủ đoạn vượt xa chiến đấu đơn thuần rất nhiều không hổ là thánh tử điện thảo hạch vừa ra tay liền làm người ta cảm nhận được độ khó đây là ngọc phù đại biểu thân phận của mỗi người các ngươi có thể đặt ở trên người cũng có thể giấu đi đặt ở bất kỳ địa phương nào, nhưng mà điều kiện tiên quyết là chỉ có thể ở trên đảo, chỉ cần không bị bóp nát, liền đại biểu không có bị đào thải. Bàn tay lắc một cái, hơn 30 ngọc phù thẳng tắp bay tới đám người, mỗi người một cái. Có thể giấu đi. Nói như vậy coi như người bị bắt cũng vô dụng. Không có ngọc phù, liền không cách nào đào thải, giết hắn cũng vô dụng, cái này làm sao bây giờ? Lần nữa ngẩn ngơ, mọi người khó tin. Ngọc phù ở trên người, đánh bại hắn, ép đối phương lấy ra, thuận tay bóp nát, cực kỳ đơn giản, nhưng có thể giấu đi thứ này, một khi đặt ở chỗ kín đáo, coi như bắt người cũng vô dụng. Vốn đã khó, quy định này mới ra, độ khó trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Đây cũng là một loại khảo nghiệm tâm tính. Khác biệt mọi người kinh ngạc, mắt trương huyền sáng lên. Tâm cảnh của hắn cao, đối với thánh tử điện cũng không có yêu cầu khẩn cấp như vậy, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, rất dễ dàng nhìn ra vấn đề. Đối phương cố ý nói, có thể giấu ngọc phù, trên thực tế là một loại khảo hạch tâm tính. Nói thật, muốn nói an toàn, nơi nào có thể an toàn hơn trên người mình. Giấu đi, rõ ràng là không tin mình, thật muốn làm như thế, tất nhiên sẽ mất điểm ở trước mặt đối phương. Đương nhiên, hắn cũng không nói ra việc này, xuề tay, nhẹ nhàng nắm ngọc phù bay tới. Là một loại mặt ngọc đặc thù, mặt trái viết tên của mình, mà chính diện thì điêu khắc văn lộ kỳ quái, như có công năng đưa tin, chỉ cần bóp nát, liền bày tỏ thân phận của ngươi biến mất, bị triệt để đào thải. Triệu sư, nếu có người sử dụng vũ khí lợi hại, chúng ta chẳng phải ngay cả lực lượng đánh trả cũng không có, sẽ bị trực tiếp đào thải sao? Mã Minh Hải hỏi. Nghe được hắn hỏi, mọi người đồng loạt tập trung ở trên thân Trương Huyền. Trước đó gia hỏa này chiến đấu với nhạc đường chủ, ném ra hơn trăm khôi lỗi, nửa bước lĩnh vực cảnh cũng bị đánh thành đầu heo, thật muốn dùng để đối phó bọn hắn. Căn bản là không chống lại được. Khảo hạch công bằng công chính, không cho phép sử dụng vũ khí cướp đoạt ngọc phù, làm ra sự tình có lợi với mình đào thải đối thủ, nếu như có vi phạm, trực tiếp đào thải. Triệu Hưng mặt nói. Vậy là tốt rồi. Đám người thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần không cho phép sử dụng vũ khí, coi như sức chiến đấu của trương huyền này không yếu cũng không có đáng sợ như vậy đánh không lại thủ đoạn bảo mệnh của bọn họ vẫn phải có chạy trốn cũng không thành vấn đề còn có vấn đề gì không không còn đúng rồi triệu sư không biết đảo hoang của chúng ta ở nơi nào phạm vi lớn bao nhiêu ngươi nói thánh thú cùng bảy rập là cấp bậc gì một vị danh sư nói đây đều là bí mật tự các ngươi tới tìm tòi mới có thể biết được rồi, nếu như không còn vấn đề, hiện tại liền xuất phát. Còn nữa, là giữa các ngươi không cho phép đưa tin, một khi phát hiện, cũng sẽ đào thải. Triệu Hưng mặt nhẹ gật đầu. Đừng nghĩ gian lận, chui sơ hở của quy tắc, ta đã dám nói như vậy, toàn bộ tình huống của đảo tự nhiên rõ rõ ràng ràng. Vâng. Mọi người đồng thời gật đầu. Nhạc Đường chủ, để bọn hắn lên đường đi. Thấy tất cả mọi người rõ ràng quy tắc Triệu Hưng mặt không nói thêm lời, quay đầu nhìn về phía nhạc nhất toàn. Ừm. Nhẹ gật đầu, nhạc đường chủ vẫy tay một cái, trên bầu trời bay tới hơn 30 thánh thú phi hành, phía trên đều có một vỏ giả, đưa tới đồ vật che mắt, mang bọn hắn lên lưng thú. Đồ vật che mắt này, giống như ở chợ đen, một khi bịt kín, không chỉ con mắt không nhìn thấy, thần thức cũng không cách nào phóng ra ngoài, ở dưới đối phương dẫn dắt, lập tức nghe được một tiếng hét dài, thánh thú lăng không bay lên không biết bay bao lâu thân thể nhoáng một cái bàn chân của trương huyền lần nữa rơi trên mặt đất lấy đồ vật che mắt xuống lập tức phát hiện đã đi tới một khu rừng rậm rạp bốn phía trống trải không có bất kỳ ai xem ra che mắt không chỉ để cho đám người mình không biết đi nơi nào càng tìm không thấy đồng bạn không cách nào hợp tung liên hoành bởi vậy muốn thông qua khảo hạch chỉ có thể dựa vào mình thực lực của trương cửu tiêu tiến bộ đạt đến nguyên thần cảnh hậu kỳ lại thêm đoạn đường này có chỉ điểm của ta, đối với lĩnh ngộ chiến đấu cùng thực lực đều có tiến bộ rõ ràng. Chỉ cần không gặp đám người Mã Minh Hải, vấn đề sẽ không lớn. Đấu vòng loại nghe tàn khốc, trên thực tế cũng là có tính nhắm vào. Thực lực quá yếu tự nhiên không kiên trì nổi, nhưng đạt tới loại tu vi như hắn, căn bản không cần sợ hãi bất luận kẻ nào. Dù thực lực của Trương Cửu Tiêu kém hắn rất nhiều, nhưng bất kể nói thế nào cũng là con em đại gia tộc càng tiếp nhận chỉ điểm của mình. Chỉ cần không gặp quá biến thái, hẳn là nhẹ nhõm ứng đối, chí ít chạy trốn không thành vấn đề, không cần lo lắng. Không suy nghĩ nhiều, thân thể nhoáng một cái, rơi vào ngọn cây, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện cây cối liếp nha liếp nhíp, nhìn không thấy cuối, không biết bao xa, thật giống như không phải một hòn đảo, mà là một sơn mạch. Đây là đảo hoang. Thật là quá lớn đi. Trong lòng hoảng sợ thực lực của hắn bây giờ cũng không nhìn thấy phần cuối đến cùng lớn bao nhiêu. 500 dặm, 1.000 dặm, thậm chí 3.000 dặm. Đảo lớn như thế, để lên chừng 30 người, trong vòng 3 ngày phải bắt lấy hơn nửa đào thải. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Xem ra làm sao tìm được đối thủ, cũng là một loại khảo nghiệm. Đảo lớn như thế, làm sao kiếm được? Từ trên nọn cây rơi xuống mặt đất, Trương Huyền nghi ngờ. Thần trí của hắn, bởi vì tu luyện thiên đạo công pháp, đạt đến phạm vi 2.500 mét, vượt xa người bình thường 400 lần, hòn đảo này lớn như thế, coi như thực lực của triệu hưng mặt rất mạnh, cũng không có khả năng nhìn hết. Trước mặt kệ, gặp được tu luyện giả, trực tiếp đào thải. Nghĩ một lát không nghĩ ra, Trương Huyền không nghĩ nhiều nữa. Trong khoảng thời gian này liên tục tiến bộ, coi như không sử dụng vũ khí, sức chiến đấu cũng có thể so với lĩnh vực cảnh sơ kỳ gặp được danh sư khảo hạch nhìn xem không vừa mắt trực tiếp đào thải không cần lo lắng cái gì trái lại hẳn là những người khác sợ hãi chạm mặt hắn mới phải dọc theo sơn mạch đi một hồi biết chẳng có mục đích như vậy khả năng chạy một ngày cũng không thấy người cổ tay khẽ đảo một cái la bàn xuất hiện ở trong lòng bàn tay thân là trận pháp sư thứ này là thiết yếu dù chưa hề dùng qua nhưng trên người cũng chuẩn bị mấy cái tấp bậc cũng không tính quá thấp cái hướng kia linh khí rất nồng đậm hẳn là trung tâm hòn đảo đi qua nhìn một chút tìm đúng phương hướng mũi chân của trương huyền điểm một cái nhanh chóng vọt lên phía trước nơi này bốn phía đều là thánh thú một khi bay lên rất dễ dàng bị người xem như bia ngắm coi như thực lực của hắn mạnh cũng không nguyện ý làm chim đầu đàn trống đi không bao xa một tiếng gào thét vang lên lập tức nhìn thấy một con hổ cốt thú to lớn lao đến Gia hỏa này cũng giống như mình Cũng là nguyên thần cảnh Còn chưa tới trước mặt Liền cho người ta một loại cảm giác uy áp trên linh hồn Dường như tùy tiện liền có thể xé nát tu luyện giả Cái này cũng là dược liệu Ánh mắt sáng lên Hắn không đi tìm đám thánh thú này phiền phức thì thôi Gia hỏa này lại dám xông lại Trương Huyền lật tay đánh xuống Đùng chít chít Hổ cốt thú xông tới Thân thể lập tức cứng ngắc, Tựa như bị giam cầm Động một cái cũng không thể động trong con mắt thật to cực kỳ hoảng sợ. Trách ngươi số mệnh không tốt, gặp phải ta. Ngón tay uống lượng, đang muốn giết chết, lột da lấy xương, ngưng luyện ra một chút dược liệu, bầu trời đột nhiên chấn động, một thanh âm truyền tới. Trương cửu tiêu, ngọc phù vỡ vụn, cái thứ nhất đào thải, còn lại 32 người. Cái gì? Trương cửu tiêu. Bị đào thải. Trương huyền sững sờ, trên mặt đều là vẻ khó tin. Thực lực của Trương Cửu Tiêu, dù kém xa mình, nhưng ở trong mọi người cũng tuyệt đối hàng trung thượng, lại thêm đủ loại thủ đoạn, dựa theo phỏng đoán của hắn, kiên trì đến cuối cùng không thành vấn đề, vậy mà mới tiến vào đảo chừng 10 phút, liền bị đào thải. Đến cùng ai ra tay? Sao lại nhanh như vậy? Xem hắn bị đào thải ở nơi nào, như vậy hẳn là có thể tra ra thứ gì. Ngón tay điểm một chút, một giọt máu hiện lên ở trước mắt chính là trước đây trương cửu tiêu cho hắn dùng để kiểm nghiệm huyết mạch bàn tay liên tục vũ động vô số thủ ấn rơi vào trong máu thời gian nháy mắt la bàn không ngừng xoay tròn chỉ rõ một phương hướng đảo hoang không cho phép đưa tin nhưng không cấm chỉ sử dụng huyết dịch tìm kiếm chủ nhân trương cửu tiêu mới đến liền bị đào thải để hắn hết sức kỳ quái dọc theo phương hướng chỉ rõ bay đi hổ cốt thú vốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ thấy người muốn giết nó rời khỏi, liền thở vào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng, vội vàng cục đuôi trốn đi, không dám tiếp tục hung hăng chạy loạn khắp nơi. Bay mấy phút, đi gần 100 dặm, Trương Huyền ngừng lại. Tại sao ta cảm giác mình vòng vo tại nguyên chỗ nhỉ? Trương Huyền nhíu mày. Đi lâu như vậy, dựa theo đạo lý, dù hòn đảo rất lớn, khẳng định cũng sẽ nhìn thấy cuối, hoặc là địa phương không giống. Nhưng chẳng biết tại sao, cảnh tượng trước mắt thủy chung có cảm giác đã từng quen biết thật giống như đoạn đường này phi nhanh một mực vòng vo là trận pháp lại đi vài bước rất nhanh liền hiểu được trên đảo này thế mà có một trận pháp to lớn bởi vì phạm vi quá lớn xem như hắn bị nuốt ở trong đó mới đầu cũng không có phát giác có thể vây khốn ta hơn nữa trong thời gian ngắn không có phát hiện ít nhất đạt đến chuẩn bắc tinh hắn lý giải trận pháp đã đạt đến cấp 7 đỉnh phong, phối hợp thiên đạo trận pháp ảo diệu, một chút trận pháp cấp 8 sơ kỳ cũng có thể nhẹ nhõm sắp đặt ra. Loại thực lực này, chỉ cần có trận pháp, hẳn là rất dễ dàng phát hiện, bị nhốt lâu như vậy mới phát giác. Cấp bậc trận pháp tất nhiên không thấp. Minh Lý Chi Nhãn Bất quá, mặc kệ cấp bậc gì, chỉ cần biết là trận pháp, còn lại liền đơn giản, mí mắt nhấc lên, hoa văn lấp lóe. Rất nhanh, từng đạo linh khí xuất hiện ở trước mắt. Hẳn là Lâm Giang Mê trận chuẩn Bắc tinh. Hơn nữa ít nhất bao trùng phạm vi mấy ngàn dặm, trận pháp như thế lớn. Đây rốt cuộc là đâu? Lâm Giang Mê trận, cấp bậc cao không nói, phạm vi bao phủ cực lớn, bình thường dùng để che giấu phủ đệ, khu vực muốn che giấu, tựa như độc điện ở tỉnh Viễn Thành, che giấu cả hòn đảo. Nơi này vậy mà cũng có, hơn nữa bao phủ phạm vi mấy ngàn dặm đây rốt cuộc ở nơi nào? Loại đại trận cấp bậc này, không có mấy trăm năm tuyệt đối khó sắp đặt thành, xem như hắn, muốn hoàn thành cũng ít nhất tiêu tốn một tháng thời gian. Vốn cho rằng chỉ là hòn đảo bình thường, làm sao cũng không nghĩ đến lợi hại như thế. Biết là trận pháp liền đơn giản. Trương Huyền không hiểu nhiều về tìm xung đế quốc, nghĩ nửa ngày, cũng nghĩ không ra cái gì, lắc đầu, không đi rầu rĩ nữa. Trận pháp này có thể mê huyễn phương vị, một mực vây người ở một nơi, khó mà chạy trốn, hiện tại biết nguyên nhân tố thành, đương nhiên sẽ không lại bị mê hoặc, nhìn quanh một vòng, tìm đúng phương hướng, đi về phía trước hơn 10 dặm, lại giống như di động qua trái 7, 8 dặm, liên tục biến hóa hơn 10 phương vị. Lúc này mới đạp mạnh về phía trước. Trầm. Giống như nhảy ra một loại ràng buộc nào đó, dù trước mắt vẫn là sơn lâm, vẫn là đủ loại cây cối, linh khí lại không giống trước đó, trở nên càng thêm dày hơn mang theo một loại uy áp cùng chém giết nhàn nhạt. Là kiếm khí. Ánh mắt ngưng trọng. Loại khí tức này hắn hết sức quen thuộc, chính là kiếm khí mang tới. Dọc theo phương hướng khí tức truyền đến, lập tức nhìn thấy cách đó không xa có một mảnh cây cối ngã trên mặt đất, như bị người một kiếm chém thành như vậy, ở trung tâm, mấy giọt máu tươi khắc ở trên nham thạch, còn chưa triệt để ngưng kết. Là tại máu của trương cửu tiêu. Trương huyền nhíu mày máu của trương cửu tiêu hắn cẩn thận nghiên cứu qua vừa nhìn liền có thể nhìn ra máu tươi chảy ở đây lại có dấu vết chiến đấu chẳng lẽ là bị người đào thải ở đây chỉ là không phải không cho phép sử dụng vũ khí sao kiếm khí là chuyện gì một kiếm chặt đứt nhiều cây cối như vậy xem như hắn cũng khó mà làm được lúc nào toát ra cường giả cường đại như vậy minh lý chi nhãn truy lùng hoa văn lại xuất hiện truy tìm bốn phía đối phương mới vừa thi triển kiếm pháp ở nơi này, đào thải trương cửu tiêu, nói rõ còn chưa đi xa, truy xét dấu vết mà nói, hẳn là có thể phát hiện. Quả nhiên, một đạo kiếm khí nhàn nhạt xuất hiện ở cách đó không xa, nhàn nhạt lan tràn ra xa. Trương Huyền theo sát tiến lên. Mới đi hai bước, bên tai lần nữa chấn động, thanh âm tiếp tục vang lên. Trì Ngọc Thụy, Ngọc Phù vỡ vụn, người thứ hai đào thải, còn lại. 31 người. Hắn cũng bị đào thải. Cái tên này, Trương Huyền có chút ấn tượng, là cường giả nguyên thần cảnh đỉnh phong, đến từ Thiên Vân Đế quốc, thực lực cực mạnh, cũng rất thông minh. Không nghĩ tới, Trương Cửu Tiêu vừa mới bị đào thải hơn 10 phút, hắn cũng bị đào thải. Khó tránh khỏi có chút quá nhanh đi. Tiếp tục đi về phía trước, trước mắt xuất hiện một khu vực bị chém bằng, nơi này kiếm khí tàn sát càng thêm bừa bãi, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, thậm chí có cảm giác đâm rách làn da đang muốn tiếp tục tiến lên trong lòng hơi động thân thể đột nhiên nhoáng một cái thời gian nháy mắt xuất hiện ở hơn trăm mét rầm địa phương vừa mới rời đi một đạo khí tức sắc bén từ dưới đất bắn ra bay thẳng bầu trời tựa như muốn xé nát không gian ông vội vàng nhìn lại chỉ thấy dưới mặt đất một thanh trường kiếm trôi lơ lửng thấy không có đâm trúng người dường như cực kỳ không vui là một thánh khí trung phẩm tu vi nguyên thần cảnh đỉnh phong tại sao lại ở chỗ này? Trương Huyền sửng sốt. Vốn cho rằng là vị danh sư nào vụng trộn giấu ở dưới lòng đất đánh lén mình, nằm mơ cũng không nghĩ đến, thế mà chỉ là một thanh thánh khí trung phẩm đặt tới nguyên thần cảnh đỉnh phong. Loại thánh khí này, giống như kim nguyên đỉnh, nắm giữ linh trí, phát giác được có người theo dõi, liền ẩn núp đánh lén. May mắn hắn có năng lực trước thời hạn dự báo nguy hiểm, đã sớm phát hiện không đúng, nếu không, một kiếm xuyên qua, coi như không bị thương, cũng chật vật không chịu nổi a à. trên mặt trương huyền không vui Lăng không trảo một cái một cỗ lực lượng lao qua hô thấy hắn động thủ trường kiếm không dám chần chừ chui kiếm vặn một cái muốn chui vào mặt đất đâm ta xong còn muốn chạy nào có dễ dàng như vậy không gian chung quanh lập tức ngưng trệ trường kiếm giống như lọt vào thủy ngân nửa bước khó đi lại không cách nào động đậy tới hấp lực hung mảnh truyền lại, trường kiếm rung rẩy hai lần, rốt cuộc không kiên trì nổi, thẳng tắp bay về phía Trương Huyền. Rơi vào lòng bàn tay, liên tục điểm mấy lần. Ông một tiếng, vốn còn muốn chạy trốn, thời gian qua một lát liền trở nên ngoan ngoãn. Đã luyện hóa. Là ngươi đánh lén Trương Cửu Tiêu cùng Trì Ngọc Thụy. Trương Huyền hỏi. Không phải ta, là Triêu Vũ Kiếm. Trường Kiếm uống éo, phát ra thanh âm. Triêu Vũ Kiếm ngươi tên gì trương huyền sững sờ chẳng lẽ trừ chui kiếm này còn có thánh khí trung phẩm khác ta tên mộ vân kiếm trường kiếm nói triêu vũ mộ vân tại sao các ngươi lại ở chỗ này hòn đảo này lại là địa phương gì nghe được tên biết đây là một bộ bảo bối trương huyền nhíu mày tiếp tục hỏi không chỉ có đại trận còn có trường kiếm đánh lén thực sự quá quỷ dị chúng ta ở rất nhiều năm trước liền đến nơi này đây là kiếm trì của tiềm sung đế quốc. Mộ vân kiếm nói. Kiếm trì. Trương Huyền sửng sốt. Lúc trước, hình đường chủ đã nói với hắn, chiến sư đường của bốn đại đế quốc tuyển chọn thiên tài, có cơ hội đi vào kiếm trì của tiềm sung đế quốc tu hành, vốn nghĩ không có quan hệ gì tới mình, không nghĩ tới sân bãi đấu bán kết lại thiết lập ở đây. Vâng, nơi này có rất nhiều kiếm, cũng có rất nhiều cường giả lưu lại kiếm ý. Các ngươi xông vào nơi này, hơn nữa trên người mang theo đồ đạc thu hút chúng ta tự nhiên sẽ đánh lén các ngươi mộ vân kiếm nói đồ đạc thu hút các ngươi trương huyền nhớ tới cái gì cổ tay khẽ đảo lấy ngọc phù ra ngoài ngươi nói là cái này thứ này ẩn chứa một đạo kiếm ý chúng ta thôn vệ linh tính sẽ tăng trưởng cho nên mới muốn đánh tan nó mộ vân kiếm giải thích kiếm ý thần thức của trương huyền lan tràn vào ngọc bài quả nhiên cảm nhận được một đạo kiếm ý, mặc dù rất nhạt, nhưng mà cường giả lĩnh vực cảnh lý giải kiếm đạo, đối với trường kiếm mà nói, có lực hấp dẫn rất lớn. Thì ra là thế. Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra. Thi vòng hai thiết trí ở đây, triệu hưng mặt ở bên ngoài nó danh sư tàn sát lẫn nhau, trên thực tế còn lặng lẽ lưu lại hậu chiêu, dẫn động trường kiếm của kiếm trì đánh lén người. Lại thêm trận pháp, hơi không cẩn thận liền rơi vào bẫy rập, căn bản không có cách nào phòng ngự chỉ sợ trương cửu tiêu chính là vận may không tốt bị chui triêu vũ kiếm này đụng phải chém nát ngọc phù từ đó bị đào thải mất đi tư cách kiếm trì ở nơi nào loại cấp bậc như ngươi hết thảy có bao nhiêu rõ ràng chuyện gì xảy ra trương huyền nhịn không được hỏi kiếm trì ở cách nơi này hơn 100 dặm trường kiếm giống ta chừng hơn 100 chui bị triệt để thuần phục mộ vân kiếm không có chút giấu giếm hơn 100 chui trường kiếm nguyên thần cảnh đỉnh phong con mắt Trương Huyền trợn tròn. Trường Kiếm Nguyên thần cảnh đỉnh phong, đã sớm đạt đến thánh khí trung phẩm, toàn bộ Tiềm Sung Đế Quốc cũng sẽ không quá nhiều, nơi này lại có hơn 100 chui, nếu như đều thuần phục, lực chiến đấu của mình khẳng định có thể bạo tăng lần nữa. Kiếm trì của Tiềm Sung Đế Quốc là năm đó kiếm lão nhân lưu lại, ẩn chứa truyền thừa cùng vô số kiếm ý kiếm pháp của hắn. Hàng năm thu hút vô số cường giả luyện kiếm đến, muốn thu hoạch được cơ duyên. Chỉ bất quá chưa hề có người từng thấy truyền thừa đến cùng là bộ dáng gì, cũng không có người chiếm được cơ duyên hoàn chỉnh. Nơi này kiếm khí tung hoành, kiếm ý kiếm chiêu khác biệt, ở một thời gian dài, gây nên lý niệm xung đột, đối với người luyện kiếm, có tổn thương rất lớn, cộng thêm ngư long hỗn tạp, tranh đấu liền tránh không được. Không ít kiếm tu đi vào, thì không rời khỏi được nữa, không công hao tổn tính mạng. Nói đến đây, giọng nói của mộ vân kiếm có chút trầm thấp. Chủ nhân của ta cùng triêu vũ kiếm, đều chết ở nơi này. Dù kiếm chỉ là một loại cảm giác vũ khí, nhưng ngàn vạn năm qua, không biết bao nhiêu tu luyện giả chìm đắm trong đó, sớm đã diễn sinh ra vô số loại kiếm pháp, kiếm ý, phương thức tu luyện. Tất cả đều khác biệt. Nguyên nhân chính là như vậy, truyền thừa rất trọng yếu. Nơi này có quá nhiều kiếm ý, kiếm chiêu, trên lý niệm tu luyện xuất hiện bất đồng, ở lâu rồi, học tập càng nhiều, càng dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thậm chí bị người chém giết đây cũng là nguyên nhân danh sư đường chia cắt công pháp thành nhiều tầng mỗi một danh sư đều có nhận xét đặc biệt với công pháp một hai cái còn tốt nhưng số lượng nhiều nhận xét nhiều cũng sẽ xuất hiện vô số loại phương thức tu luyện thậm chí không ít hoàn toàn trái lại không phân tầng mà nói tu luyện lung tung đừng nói nhân loại tiến bộ làm không cẩn thận đâu đâu cũng có tẩu hỏa nhập ma cho nên danh sư đọc sách cũng có lựa chọn không thể cái gì cũng học nhìn càng nhiều càng cảm thấy hỗn loạn hoang mang tâm cảnh bất ổn. Nơi này nắm giữ nhiều loại kiếm ý cùng kiếm chiêu, người đến đây tu luyện, không phân biệt thật giả, đều muốn thử một lần, dần già, tai họa ngầm sẽ càng ngày càng nặng, thực lực không những không tăng thêm, làm không cẩn thận, còn có thể bởi vì học tập quá nhiều, từ đó chết ở nơi này. Dẫn ta đi nhìn một chút. Rõ ràng những thứ này, Trương Huyền nói. Vâng. Mộ vân kiếm lắc lư hai lần, ở phía trước dẫn đường. Khoảng cách hơn 100 dặm, không tính là gì, thời gian không dài, liền đi đến trước mặt. Là một vách đá to lớn, phía trên điêu khắc một chữ kiếm, trồng bay phượng múa, còn chưa tới trước mặt liền cho người ta một loại cảm giác kiếm khí phá không, bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách hắn. Kiếm ý thật mạnh. Vẻ mặt Trương Huyền nghiêm túc, ngừng lại. Cái chữ này, không biết là thư pháp cảnh giới thứ mấy, nhưng từ xa nhìn lại, thật giống như có người cầm trường kiếm, lăng không đâm tới vô luận trốn tránh như thế nào cũng thẳng tới ni tâm tựa như linh hồn bị đối phương khóa lại không cách nào chạy trốn đây là kiếm lão nhân lưu lại trong lòng rung động nhìn không được hỏi vâng mộ vân kiếm trả lời thật là kiếm đạo đại tông sư trương huyền cảm khái tu luyện tiếp cận một năm hắn cũng học qua không ít thư tịch liên quan tới kiếm đạo càng đạt đến cảnh giới cực cao từ trước đến nay đều cảm thấy lý giải kiếm đạo coi như không có đạt tới đỉnh phong nhưng tuyệt đối không kém ai nhìn thấy cái chữ này mới biết được so với vị kiếm lão nhân kia còn kém một đoạn rất lớn đối phương đã hòa kiếm vào cốt tủy thậm chí mình cũng luyện hóa thành trường kiếm lúc này mới có thể tùy tiện viết một chữ khí tức tung hoành để cho người ta khó mà tránh né những cái kia đều là tu luyện giả đến đây cảm ngộ mỗi kiếm chỉ về phía trước mộ vân kiếm nói trương huyền nhìn lại lúc này mới phát hiện dưới vách đá ngồi không biết bao nhiêu người chừng mấy trăm từng cái nhìn chầm chầm kiểu chữ trong tay không ngừng ra dấu như si như say tựa như điên cuồng ngươi nói sai chiêu này của ta mới đúng ngươi nhìn thanh âm truyền đến một trung niên vung trường kiếm trong tay vạch ra một đạo cầu vồng đâm về phía trước lan tràn vài trăm mét mới nhẹ nhàng tiêu tán không khí bị xé nứt đây là thượng kiếm tâm trong kiếm tâm cảnh vẻ mặt trương huyền nghiêm túc kiếm pháp chia làm hai loại cảnh giới kiếm ý cùng kiếm tâm bình thường cường giả hóa phàm cảnh liền có thể lĩnh ngộ kiếm ý thiên phú cao trúc có thể lĩnh ngộ kiếm tâm từ đó vạn kiếm tề minh long ngâm khiếu thiên kiếm tâm lấy tâm làm kiếm lấy ý làm thế chỗ kiếm đến đều là kiếm chiêu cũng chính là nhân kiếm hợp nhất đạt tới loại cảnh giới này đại biểu kiếm có linh kiếm có ý chia làm ba cảnh giới theo thứ tự là hạ kiếm tâm, trung kiếm tâm cùng thượng kiếm tâm. Cường giả thánh vực, lĩnh ngộ kiếm có thể đạt tới trung kiếm tâm, chính là cao thủ trong cao thủ, vị trước mắt này, vừa ra tay dùng ra lĩnh ngộ thượng kiếm tâm. Lý giải kiếm, so với hắn cũng không hề yếu. Cho đến trước mắt, hắn cũng chỉ là thượng kiếm tâm. Không đúng, chiêu giả dạ chiến bát phương này, chú ý chính là kiếm khí tung hoành, khí tức bay thẳng bát phương, kiếm khí của ngươi tập trung, rõ ràng không đúng, xem ta đang khiếp sợ chỉ thấy một lão giả ở bên cạnh trung niên nhân lắc đầu cũng lấy ra trường kiếm trung lên kiếm hoa thời gian nháy mắt mưa kiếm đầy trời khí tức lạnh lùng bao phủ khắp nơi lan tràn cách mấy chục mét như chỉ cần đi vào trong đó người lợi hại hơn nữa cũng sẽ bị vây khốn khó có thể chạy trốn thế mà cũng là thượng kiếm tâm trương huyền lần nữa kinh ngạc một người lĩnh mộ thượng kiếm tâm liền rất khủng bố không nghĩ tới vị này cũng vậy thậm chí trên lý giải kiếm đạo giống như còn hơn người trước các ngươi đều không đúng ta cảm thấy là như thế này người thứ ba gia nhập đồng dạng thi triển kiếm pháp kiếm khí như sương di tán bốn phía đồng dạng đạt đến thượng kiếm tâm trương huyền trợn mắt hốc mồm nhìn lại những người khác mỗi một cái kiếm khí mơ hồ tựa như biến thành trường kiếm thực lực kinh người mấy trăm người đều đạt đến cảnh giới thượng kiếm tâm Trương Huyền nuốt ngụm nước bọt, liếu lưỡi. Cùng nhau đi tới, còn không có gặp qua người kiếm thuật vượt qua mình, một cái nháy mắt, liền thấy nhiều như vậy, không hổ là kiếm trì, thật đáng sợ. Bọn họ đều là danh sư, chiến sư, tán tu am hiểu kiếm pháp nhất của các đại đế quốc, thậm chí liên minh. Ở trong này dài nhất, đều vượt qua 900 năm. Hơn 900 năm tích lũy, mới có bấy nhiêu, không tính là quá nhiều. Mộ Vân Kiếm nói hơn 900 năm. Trương Huyền gật đầu. Mặc dù mình là thiên tài, thời gian tu luyện cũng không ngắn, đã sắp một năm. Nhưng thời gian chân chính dùng ở trên kiếm pháp, đoán chừng ngay cả một ngày cũng chưa tới. Trong phạm vi bác đại phong hào đế quốc, vô số cao thủ, hơn 900 năm, xuất hiện nhiều cường giả không kém mình bao nhiêu, cũng rất bình thường. Dù sao hắn cũng không tính là thiên tài tuyệt đỉnh chân chính, không nói cái khác, so với phân thân liền kém xa. Những người này, một mực không đi. Cái chữ này, đủ bọn họ tu luyện một đời, những người này si mê trong đó, từ khi đi tới liền không rời đi. Mộ Vân Kiếm nói. "Ai?" Trương Huyền than thở. Hắn nhớ kiếp trước nhìn qua một quyển sách, trong đó trên một hòn đảo có bí tịch tuyệt thế, hàng năm ngày mùng 8 tháng chạp đều sẽ có người tới, nhưng tất cả mọi người là một đi không trở lại. Có chút tương tự cảnh tượng trước mắt. Dù không có người hạn chế, nhưng vì lĩnh ngộ võ học cao hơn, từng cái si mê trong đó, không biết cảnh xuân tươi đẹp đã qua, hồng nhan đã già. Ta cảm thấy của ta đúng. Ta mới đúng. Các ngươi đều sai. Không phục thì sau một hồi. Rầm. Ba người cãi lộn nửa ngày, ai cũng không cách nào thuyết phục ai, cuối cùng rút kiếm đối mặt, đánh hừng hực khí thế. Thật ra thì bọn họ đã tẩu hỏa nhập ma. Trương Huyền lắc đầu. Mặc kệ chữ kiếm này cao thâm như thế nào, kiếm lão nhân lưu lại chữ cao minh như thế nào, nhưng những người này trầm mê trong đó không cách nào tự kiềm chế, thậm chí ra tay đối mặt, đã mê loạn tâm trí, mất đi bản tâm, xem như tẩu hỏa nhập ma. Trong âm thanh cảm khái, ba đại cao thủ đã phân ra thắng bại, hai vị bị trọng thương, người thắng trận duy nhất ánh mắt ngược lại có chút mê mang, cảm thấy mình có phải lĩnh ngộ sai hay không, nếu không vì cái gì uy lực của hai người khác cũng mạnh như vậy. Trương Huyền biết, đối phương quanh năm đắm chìm trong kiếm pháp, đã mất đi sức phán đoán, loại tình huống này, khuyên can cũng vô dụng, liền không thèm để ý, ngẩng đầu nhìn về phía chữ lớn trên vách đá. Cái chữ này, mặc dù là dùng kiếm khí điêu khắc thành, lại ẩn chứa ý niệm của người điêu khắc, ngân câu tranh sắc, khí tức kinh người, mỗi một bút đều giống như một loại kiếm pháp, nhiều loại dung hợp lại, đại khí bàn bạc để cho người ta càng xem càng cảm thấy sâu không lường được. Khó trách những người này lưu luyến quên về. Chỉ nhìn một hồi, Trương Huyền cũng cảm thấy tâm thần sao động, kìm lòng không được muốn tu luyện. Chậm rãi nhắm mắt lại. Không phải tâm trí hắn kiên định có thể chống cự lại mê hoặc mà những người khác không thể chống đối, mà là từ trong chữ này lĩnh ngộ ra kiếm pháp, thực sự sơ hở quá nhiều, thực sự học không vào. Những cái kia là cái gì? Thở ra một hơi dứt bỏ tạp niệm trong lòng trương huyền mở mắt lần nữa lập tức nhìn thấy bốn phía vách đá cũng viết đầy chữ lít nha lít nhít không biết bao nhiêu những cái này là lịch đại tu luyện giả lĩnh ngộ kiếm ý kiếm chiêu nếu như lý giải chữ kiếm trên vách đá không sâu có thể tham khảo những thứ này mộ vân kiếm nói a à, trương huyền nhìn sang quả nhiên phía trên viết đầy nhận xét của các tu luyện giả từng trang từng trang nối liền cùng một chỗ số lượng vượt qua ngàn có chút tương tự phong thánh đài. Âm thầm gật đầu. Phong thánh đài cũng như vậy, mỗi một người đều tự nhận lĩnh ngộ ý tứ chân chính, là thiên chi kiêu tử, trên thực tế. Bọn họ lĩnh ngộ trăm ngàn chỗ hở. Đoán chừng cái này cũng như vậy. Thiếu hụt. Đảo qua vách đá, từng quyển từng quyển thư tịch xuất hiện ở trong ốc. Những nhận xét này, cũng là một loại bí tịch, con mắt đảo qua, liền có thể thu vào. Chính xác, thư tịch xuất hiện ở trong thức hải, lần nữa hô khẽ, hơn một ngàn bản kiếm pháp bí tịch, lập tức ngưng tụ thành một bản, hiện lên ở trong ốc. Ngón tay nhẹ nhàng điểm qua, ánh mắt trương huyền sáng lên. Lại là thiên đạo kiếm pháp. Vốn chỉ là tùy tiện nhìn một chút, không có ý định học, không nghĩ tới đám người kia lĩnh ngộ, tập trung ở cùng một chỗ, thế mà tạo thành thiên đạo công pháp. Kiếm pháp chảy xuôi trong đầu, rất nhanh nghiên cứu một lần. Không thể không nói, kiếm lão nhân lưu lại kiếm đạo quả thực tinh thâm mình dựa theo tu luyện đoán chừng lý giải kiếm thuật có thể tăng lên một đoạn dài đang định nhắm mắt lại tu luyện để thực lực tăng lên lần nữa đột nhiên cảm thấy linh khí bốn phía hội tụ tựa như gió lốc vội vàng nhìn lại chỉ thấy vách đá phía trước đám người đang chìm đắm tu luyện tất cả đều đồng loạt ngẩng đầu lên chủ nhân đang muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra chỉ thấy bộ vân kiếm không ngừng lay động hình như đã không khống chế được thân thể của mình. Làm sao vậy? Trương Huyền nhíu mày, nghi ngờ hỏi. Chủ nhân, có người lĩnh ngộ kiếm đạo. Ta thân là kiếm linh, sẽ tự động thần phục. Lĩnh ngộ kiếm đạo. Trương Huyền sững sờ, chỉ thấy trước mọi người, một thanh niên khoanh chân ngồi dưới đất, trên đầu kiếm khí tung hoành, tựa như một chui lợi kiếm tuyệt thế, rút ra vỏ kiếm, muốn xé thiên địa thành hai nữa. Là Mã Minh Hải. Thấy rõ bóng người này bộ dáng, Trương Huyền nhíu mày. Không phải người khác, chính là trước đó ở danh sư đường cùng hắn chiến đấu qua, thiên tài tìm xung đế quốc Mã Minh Hải. Tại sao hắn lại ở chỗ này? Trương Huyền cau mày. Mọi người đi vào nơi này, đều lo lắng bị đào thải, hoặc là đi đào thải người khác, gia hỏa kia lại trực tiếp ngồi ở chỗ này tu luyện, hơn nữa nhìn bộ dáng, đã tới thời gian rất lâu, khó trách để hắn nghi ngờ. Hắn là thiên tài của tiềm sung đế quốc Cũng am hiểu kiếm thuật Ta bắt lấy mộ vân kiếm mới biết được đây là địa phương nào Hắn khả năng vừa tiến vào liền biết Rất nhanh thì kịp phản ứng Đối phương là người tiềm sung đế quốc Kiếm trì này khẳng định đã sớm tới qua Tìm được nơi này cũng không khó ầm ầm Trong âm thanh cảm khái Chỉ thấy kiếm ý Kiếm khí bốn phía không ngừng hội tụ Thời gian nháy mắt Khí tất cả người càng ngày càng mạnh Ông, Mộ vân kiếm đang nghe truyện trên TV audio CV ở bên người không thể kiên trì được nữa, nằm sấp trên mặt đất không ngừng run rẩy, dường như bị kiếm khí trong cơ thể hắn áp chế, không dám phản kháng. Là Kiếm đạo chân giải 700 năm, không nghĩ tới lần nữa thấy được một vị. Nhìn xem kiếm khí đầy trời, cùng trường kiếm trong tay thần phục, một lão giả tràn đầy kích động. Không phải kiếm đạo chân giải, kiếm đạo chân giải chân chính là vạn kiếm quy tông, Hiện tại chỉ là thần phục, hẳn là. Nửa bước chân giải. Một lão giả ở bên cạnh hắn nói. Không sai, là nửa bước chân giải. Thế nhân chỉ biết kiếm pháp chia làm hai cấp độ kiếm ý, kiếm tâm, lại không biết mặt trên còn có một kiếm đạo chân giải. Lĩnh ngộ cảnh giới này, vạn kiếm quy tông, chỉ cần thực lực của kiếm không cao hơn mình, liền vô điều kiện nghe lời. Lại một lão giả cảm khái. Người trước mắt chỉ là để tu vi thấp hơn hắn thần phục, còn không có đạt tới vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh. Hẳn chỉ là nửa bước. Coi như nửa bước, cũng rất lợi hại, chúng ta nghiên cứu lâu như vậy, không phải là vì cái này ư. Đúng vậy. 700 năm trước, thời điểm Kinh Minh kiếm kỹ linh chân đột phá cảnh giới này, ta vừa vặn ở bên cạnh, chính mắt thấy kỳ tích này phát sinh. Không nghĩ tới, thọ nguyên gần hết, lại thấy được vị thứ hai. Kỹ linh chân, sau khi đột phá, dường như không có rời khỏi kiếm trì a à. không có đi trung tâm kiếm trì muốn có được kiếm lão nhân truyền thừa chỉ tiếc một mực không thành công nhiều năm như vậy không thấy cũng không biết còn sống hay không đám người nghị luận ầm ĩ nửa bước chân giải nghe mọi người đối thoại vào trong tai trương huyền nhẹ gật đầu bàn tay khẽ vỗ mộ vân kiếm nằm sấp trên mặt đất lập tức cảm thấy áp lực biến mất dãy dụa bay lên dường như tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi kiếm đạo chân giải lĩnh ngộ kiếm vượt qua kiếm tâm cảnh đối với kiếm linh mang theo áp bức trời sinh mã minh hải này trẻ tuổi như vậy liền có thể lĩnh ngộ không hổ là người có cơ hội đi vào thánh tử điện thiên tư vô song trương cửu tiêu tới so sánh còn kém một đoạn rất lớn hô hô kiếm khí đầy trời bị hấp thu trong cơ thể mã minh hải chậm rãi mở mắt trầm trong mắt như có kiếm khí tung hoành bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra tu vi của hắn dù vẫn là ngụy xuất khiếu không có trải qua lôi kiếp nhưng so với trước đó hùng hồn không biết bao nhiêu lần coi như lôi kiếp tới cũng có thể một kiếm đâm thủng trương huyền mã minh hải đứng dậy hoạt động một chút đang cảm thấy thoải mái lập tức thấy được trương huyền ở cách đó không xa con mắt lập tức hiếp lại cái tên này cùng hắn giao thủ qua lúc ấy thi triển thiên phong kiếm hải cũng bị nuốt vào thực lực cực mạnh vốn định thi triển ra tuyệt chiêu đánh bại hắn, kết quả bị nhạc đường chủ ngăn cản, chỉ có thể không giải quyết được gì. Về sau, đối phương khiêu chiến nhạc đường chủ, sử dụng khôi lỗi. Dù đại hoạch toàn thắng, lại không có nghĩa là thực lực. Nếu như mình không áp chế tu vi, lại thêm kiếm đạo vừa mới đột phá. Đừng nói đánh bại đối phương, chém giết hẳn cũng sẽ không quá khó. Mắt sáng lên, lộ ra cười lạnh. Coi như ngươi xui xẻo, Ta mới vừa đột phá liền gặp gỡ, xem ra chỉ có thể trước đào thải ngươi. Hô. Nhẹ nhàng nhán một cái, đi tới trước mặt Trương Huyền, nhìn lại. Trương sư ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt. Đúng, lại gặp mặt. Trương Huyền gật đầu. Mặc dù ta sợ hãi tháng phục thực lực của ngươi, nhưng thực sự không tiện, chúng ta đang tiến hành thi vòng 2, dính dáng danh ngạch đi vào thánh tử điện, cho nên. Là chính ngươi lấy ngọc phù ra hay ta tự mình ra tay. Mí mắt nhấc lên, Mã Minh Hải nhàn nhạt nhìn qua, mang theo giọng nói không cho người ta cự tuyệt. Tự mình lấy ra, ta có thể không ra tay, để ngươi ít chịu thống khổ, xuất thủ. Coi như quy tắc không thể giết người, nhưng chịu chút ngoại thương, thời gian ngắn không thể động đậy, vẫn có thể làm được. Ở đây không cách nào động đậy. Có thể bị thánh thú giết chết hay không, ta liền không cách nào bảo đảm. Ngươi uy hiếp ta? Trương Huyền lắc đầu. Ngươi có thể coi là uy hiếp, cũng có thể coi là thực lực mạnh hơn ngươi nên áp bức ngươi. Mã Minh Hải cười lạnh. Trương Huyền cau mày. Chẳng lẽ thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm? Không sai, thực lực mạnh chính là có thể muốn làm gì thì làm. Mã Minh Hải nhếch miệng. Trước đó bị đối phương đánh bại, đã sớm khó chịu, bây giờ ở nơi này, không có những người khác nhìn thấy không cần chú ý quy tắc danh sư, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm nghiền ép, báo thù rửa hận. Thuận tiện giúp nhạc đường chủ hả giận. Tốt! Thấy đối phương nói trực tiếp như vậy, Trương Huyền than thở, lật tay một cái, chân khí chảy xuôi, đẩy về phía trước. Ngươi đã quyết định như vậy, thật không tiện. Làm sao? Còn muốn động thủ với ta? Thấy tên này không lấy ra ngọc phù, còn vùng vẫy giải chết, Mã Minh Hải cười nhạo một tiếng, ngón tay điểm ra, một đạo kiếm khí tiến lên. lĩnh ngộ kiếm đạt đến nửa bước chân giải, coi như không cần trường kiếm, kiếm khí trong cơ thể cũng có thể đánh bại cường giả cùng cấp dễ dàng. Huống chi một tiểu nhân vật nguyên thần cảnh trung kỳ, hả? trong lòng hắn tràn đầy nghi ngờ. Hôm qua thời điểm chiến đấu với đối phương vẫn chỉ là nguyên thần cảnh trung kỳ, làm sao bây giờ giống như là đỉnh phong? trong vòng một đêm tiến bộ hai cấp. Mặc kệ là trung kỳ hay đỉnh phong Đều không trọng yếu Gặp phải ta Chỉ có một con đường chết Lông mày dương lên Đầu ngón tay kiếm khí huy hoàng Phá không mà tới Ngay thời điểm hắn cho rằng có thể tùy tiện đâm thủng đối phương Kiếm khí cùng chưởng lực đụng nhau Tựa như đậu phụ đụng phải sắt thép Lập tức tiêu tán Con ngươi co rụt lại Lĩnh ngộ kiếm đạo nửa bước chân giải Biết uy lực của một chỉ này Xem như tôn huynh cũng không dám tùy tiện đối đầu Cái tên này một chưởng liền đánh tan. Làm sao làm được? Bất quá, nghi ngờ còn không có kết thúc, chỉ thấy chưởng lực đánh tan kiếm khí tiếp tục lao tới trước, thời gian nháy mắt liền đi tới trước mắt. Bành! Áp lực cực lớn đánh tới, Mã Minh Hải hơi đỏ mặt, muốn ngăn cản, nhưng không sao làm được, bị chấn vào một nham thạch to lớn, ngực khó chịu, phun ra một nguồn máu tươi. Tại sao có thể như vậy? Thực lực của ngươi, làm sao lại mạnh như vậy? hàm răng trắng chặt tràn đầy khó tin hôm qua thua đối phương là bởi vì giảm thấp tu vi hiện tại không có áp chế tu vi càng lĩnh ngộ nửa bước kiếm đạo chân giải vẫn bị đánh bại thế giới quan trực tiếp lật đổ nhất định là trùng hợp ta không tin hắn đứng lên chập ngón tay làm kiếm ở trước ngực vẽ nửa vòng chân khí bắn ra hình thành một vòng tròn ngàn vạn kiếm khí nghe ta hiệu lệnh trong tiếng gầm gừ kiếm khí dạo chơi ở chung quanh tụ lại, ở trước ngực tạo thành một trường kiếm chân khí to lớn chừng 10 mét. Lĩnh ngộ kiếm đạo nửa bước chân giải, dù không thể để trường kiếm nghe theo hiệu lệnh, nhưng khống chế kiếm khí còn có thể làm được. Kiếm trì, đâu đâu cũng có kiếm tu, kiếm khí ngưng tụ không tan, có thể điều động kiếm khí, chẳng khác nào có nhiều cao thủ như vậy trợ trận, sức chiến đấu tăng không chỉ một lần. Hắn giờ phút này, xem như xuất khiếu cảnh chân chính gặp gỡ cũng có thể nhẹ nhõm chém giết. Đây là thực lực của nửa bước kiếm đạo chân giải. Thật khủng khiếp. Khống chế kiếm khí, ở trong kiếm trì có thể nói vô địch. Đúng vậy, gia hỏa đối diện kia, đoán chừng sắp thua. Mọi người chung quanh sắc mặt đều nghiêm túc. Bọn họ đều là kiếm tu, biết nửa bước chân giải đáng sợ, kiếm khí tung hoành, muôn hình vạn trạng, cùng cấp bậc tuyệt đối vô địch. Thanh niên đối diện kia chẳng qua là nguyên thần cảnh đỉnh phong, làm sao ngăn cản được. Rầm trong ánh mắt kinh ngạc, trường kiếm do kiếm khí hội tụ thành đâm tới Trương Huyền. Tựa như đột phá tốc độ âm thanh, thời gian nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt. Nhìn uy thế, một khi bị đâm trúng, thân thể lại cứng rắn đoán chừng cũng sẽ bị đánh thành hai nửa, bỏ mình tại chỗ. Hội tụ kiếm khí, dù uy lực rất mạnh, nhưng dù sao không phải là của mình. Lắc đầu, Trương Huyền không khẩn trương chút nào, ngược lại lộ ra vẻ thất vọng, ngón tay điểm ra đầu ngón tay có một đạo ánh sáng đặc thù, trường kiếm kia đụng một cái, lập tức tán loạn. Đi. Nhẹ nhàng bắn ra. Bành. Mã Minh Hải bay ngược, sống lưng kề sát vách đá, đập ra một cái hố to, giống như bị người đóng ở phía trên, vô luận dãy dụa như thế nào cũng không thể động đậy. Ngươi, ngươi. Vẻ mặt Mã Minh Hải trắng bệch, nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, trong mắt tràn đầy khủng hoảng vốn cho rằng không cần áp chế tu vi, nghiền ép đối phương dễ như trở bàn tay, nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương chỉ dùng một ngón tay, liền đánh hắn căn bản không có cách nào hoàn thủ. Cho dù nhờ vào ngàn vạn kiếm khí, cũng không được. Đang khiếp sợ khó tin, chỉ thấy thanh niên ưu nhã đi tới, mí mắt nhấc lên, mang theo vui vẻ. Mặc dù ta thán phục thực lực của ngươi, nhưng thực sự không tiện, chúng ta đang tiến hành thi vòng 2, dính dáng danh ngạch đi vào thánh tử điện, cho nên, là chính ngươi lấy ngọc phù ra, hay ta tự mình ra tay." Toàn thân Mã Minh Hải căng thẳng, kìm nén đến sắc mặt thấu đỏ. Câu nói này, chính là vừa rồi hắn nói, không nghĩ tới, một chữ cũng không sai trả lại. "Muốn cầm ngọc phù của ta, trừ khi giết ta." Hàm răng cắn chặt. Mất ngọc phù, liền đại biểu mất đi tư cách vào thánh tử điện, một phen cố gắng hóa thành nước chảy. "Giết ngươi." Không đến mức trương huyền nhẹ nhàng cười một tiếng ngón tay búng ra bành mã minh hải cảm thấy như núi lớn đè xuống ép hắn ở trên vách đá tùy thời sẽ cắt đứt hô hấp dừng tay thân thể bị ép biến hình mã minh hải muốn nói chuyện lại không phát ra được thanh âm nào thật không tiện đối thủ không khuất phục ta còn không có thói quen chủ động thu tay lại trương huyền nhẹ nhàng cười một tiếng a à, đúng rồi người mới vừa nói rất đúng thực lực mạnh, chính là có thể. Muốn làm gì thì làm. Kẻo kẹt. Kẻo kẹt. Lực lượng khổng lồ chèn ép xuống, xương cốt của Mã Minh Hải phát ra âm thanh, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, thân thể đã không chịu nổi, bắt đầu ửng hồng. Đối phương không có ý đồ với hắn, còn lười nhắc động thủ, đã tìm phiền toái, vậy thì thật không tiện. Ngươi buông tay. Ta cho ngươi ngọc phù. Cảm giác tiếp tục nữa, chỉ có một con đường chết hàm răng trắng mã minh hải cố nén thân thể sắp nổ vội vàng hô lên tốt thu tay lại trương huyền chắp hai tay sau lưng đứng thẳng tại chỗ lạch cạch mã minh hải rơi xuống vách đá thở hồng hộc chết trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn gào lên một tiếng lòng bàn tay bất ngờ nhiều ra hai thanh trường kiếm bàn tay lắc một cái lập tức đâm tới trương huyền hai thanh này đều đạt đến thánh khí trung phẩm phối hợp nửa bước kiếm đạo chân giải của hắn, tốc độ so với vừa rồi còn nhanh hơn. Dựa theo quy định, trong thi vòng 2 là không cho phép sử dụng binh khí, nhưng không dùng binh khí, căn bản không phải đối thủ, lập tức liền bị đào thải, cũng không quản được nhiều như vậy. T. Lạp Hai thanh trường kiếm xé rách không khí, mắt thường còn không có nhìn thấy, cũng đã xuất hiện ở trước mặt Trương Huyền. Ngay thời điểm hắn cho rằng tất nhiên sẽ chém giết tên này, liền nghe được thanh âm của đối phương có chút bất đắc dĩ vang lên. Ai, cũng may tính tính của ta tốt, đổi lại người khác, làm như vậy, đoán chừng sớm đã bị đánh chết. ầm ầm Còn không có kịp phản ứng, thân thể của Mã Minh Hải lần nữa kề sát ở trên vách đá, dưới áp lực cực lớn, xương cốt toàn thân không chịu nổi, vỡ vụn mười mấy nơi, máu tươi từ trong miệng phun mạnh ra. Không cho ta ngọc phù, thì tự ta lấy. Ngay sau đó, ngón tay tê rần, trữ vật giới chỉ bay ra ngoài, rơi vào lòng bàn tay đối phương. Ngươi! Vẻ mặt mã minh hải đỏ lên, tràn đầy cuốn cuồng. Bất quá lúc này đã chậm, ngón tay trương huyền điểm ra, ngọc phù đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng điểm một cái. Trăng rắc! Vỡ vụn ra! Không hổ là thiên tài của tiềm sung đế quốc, bảo vật thật đúng là không ít, cái này coi như là đánh đổi vì ngươi mạo phạm ta. Vốn đánh nát ngọc phù của đối phương là được, nhưng tên này đã không biết xấu hổ thu còn dám động thủ vậy thật không tiện không trả giá một chút không phải xin lỗi chính mình sao phúc thấy đối phương thu nhẫn trữ vật của mình vào túi mã minh hải không nhịn được nữa lại phun ra một nguồn máu tươi vì những vật tư này hắn không biết hao tốn bao nhiêu trực tiếp lấy đi tương đương với đoạt toàn bộ tâm huyết của hắn hai thanh kiếm này của ngươi đều đạt đến thánh khí trung phẩm hoặc nhìn cũng không tệ ta lưu lại tràn đầy tuyệt vọng, lại nghe được thanh âm của đối phương tiếp tục vang lên. Kiếm của ta là ta dùng tinh huyết tẩm bổ thành, linh tính trong đó trung thành không đổi, coi như ngươi lấy đi cũng vô dụng. Thấy ngay cả kiếm của hắn cũng muốn lấy đi, Mã Minh Hải cắn răng. Hai thanh kiếm này, hắn tiêu tốn đánh đổi càng lớn, có thể bảo đảm tuyệt đối trung thành, chỉ cần mình không chết, liền sẽ không phản bội. Thanh âm còn không có kết thúc, liền thấy hai thanh kiếm của mình bị Trương Huyền đập mấy lần, sau đó hân hoan nhảy nhót đi tới trước mặt đối phương, lắc đầu vẫy đuôi, cung kính không nói ra được. Phốt! Mã Minh hải học máu lần nữa, tràn đầy tuyệt vọng. Còn tưởng đối phương là tay mơ, có thể tùy ý lăng nhục, nằm mơ cũng không có nghĩ đến, là một con cự long che giấu. Được rồi. Lấy đi đồ vật của đối phương, cũng lười đối phó tiếp, bàn tay Trương Huyền buông lỏng, người sau liền rớt xuống vách đá ầm ầm. Vừa để hắn xuống, liền nghe thanh âm trước đó vang vọng toàn bộ hòn đảo. Mã Minh Hải, Ngọc Phù vỡ vụn, bị đào thải, còn lại 31 người. Trầm. Thanh âm kết thúc không lâu, một người ngồi thánh thú phi hành bay tới, tiếp lấy Mã Minh Hải rời đi. Xem ra Trương Cửu Tiêu cũng được đón đi. Trương Huyền sững sờ, bừng tỉnh hiểu ra. Khó trách mới vừa biết Ngọc Phù của Trương Cửu Tiêu bị vỡ, liền đuổi qua lại không tìm được bóng người xem ra hẳn là bị đón đi ngọc phù mang theo kiếm ý đặc thù bóp nát có thể cảm ứng nhưng vì cái gì có khả năng biết được vị trí cụ thể hơn nữa nhanh phái người tới đón như vậy chẳng lẽ triệu hưng mạch thật có thể nhìn thấy chuyện phát sinh của cả hòn đảo trương huyền càng thêm khó hiểu hòn đảo này đường kính ít nhất hai ba ngàn dặm coi như thánh vực thất trọng bát trọng thần thức muốn bao phủ cũng không thể hoàn thành triệu hưng mặt này làm sao làm được khẳng định là mượn thứ gì trong lòng hơi động minh lý chi nhãn nhúc nhích trương huyền nhìn sang thánh thú kia vừa xem xét quả nhiên thấy được không giống lại là thiên nghĩ phong nhịn không được cười lên một mực nghĩ đối phương dùng thủ đoạn gì nằm mơ cũng không nghĩ đến cũng giống như mình cả hòn đảo đều thả đầy thiên nghĩ phong thứ này thân thể cực nhỏ phi hành ở trong cây cối bụi cỏ căn bản không phát hiện được, trước đây hắn là dùng cái này tìm hiểu tin tức của vân vụ lĩnh. Không nghĩ tới. Triệu hưng mặt này cũng dùng đến. Xem ra trong tay hắn cũng có một thiên nghĩ phong mẫu. Phong mẫu, có phương pháp đuổi những thiên nghĩ phong theo dõi ta đi hay không? Trương Huyền truyền âm. Mặc dù là thi vòng 2, nhưng một mực bị người theo dõi, vẫn còn có chút khó chịu. Những thiên nghĩ phong này, mặc dù không phải con dân của ta, nhưng muốn đuổi đi vẫn rất dễ dàng bất quá sau khi đuổi đi triệu sư sẽ phát hiện thanh âm của thiên nghĩ phong mẫu truyền đến như thế trương huyền xoa xoa mi tâm đối phương theo dõi tự nhiên là muốn biết tình huống của người tham gia khảo hạch trực tiếp đuổi đi mà nói phát hiện không đến tung tích của mình triệu sư vô cùng có khả năng tự mình tới như vậy đi ta nghĩ phương pháp thuần phục những thiên nghĩ phong này để chúng nghe mệnh lệnh của ta dừng lại một chút thiên nghĩ phong nói có khả năng thuần phục vậy tốt nhất rồi ánh mắt trương huyền sáng lên có thể thuần phục tự nhiên càng tốt hơn đuổi đi như vậy mình ở trong mắt đối phương thật giống như ẩn giấu đi căn bản không phát hiện được đi xử lý đi cổ tay rung lên thả phong mẫu ra trương huyền lại nhìn về phía vách đá trước mắt trước đó tất cả kiếm tu tận mắt thấy hắn đánh bại mã minh hải biết thực lực kinh khủng từng cái trốn đến một bên, không dám đắc tội. Trương Huyền cũng lười nói nhiều, đang định tu luyện thiên đạo kiếm pháp, chỉ thấy mộ vân kiếm bay tới. Chủ nhân, thực lực của ngươi mạnh như vậy, nếu như đi sông kiếm trì mà nói, hẳn là có thể đạt được truyền thừa. Sông kiếm trì, cái này không phải là kiếm trì sao? Nơi này nhiều kiếm khí như vậy, lại không phải là kiếm trì. Còn sông cái gì? Nơi này chỉ là bên ngoài của kiếm trì, kiếm trì chân chính ở đằng sau vách đá, truyền thừa của kiếm lão nhân cũng ở bên trong. Mộ vân kiếm nói. Ồ! Trương Huyền sững sờ. Ngươi nói là, hơn 100 chui trường kiếm giống như ngươi cũng không ở đây, mà là ở đằng sau vách đá. Vâng! Mộ vân kiếm lung lay hai lần. Mang ta tới nhìn một chút. Đối với truyền thừa của kiếm lão nhân, hắn hội tụ được thiên đạo kiếm pháp đã không thèm để ý, nhưng nếu như có thể thu trăm chui thánh khí trung phẩm, tuyệt đối là đại thu hoạch. Hơn trăm chui trường đao thánh khí hạ phẩm, phường chủ của chợ đen liền không cách nào chiến thắng, nhiều thánh khí trung phẩm như vậy liên hợp, coi như không cần khôi lỗi, cũng có thể tùy tiện đánh bại nhạc đường chủ. Thậm chí, triệu hưng mặt cũng có thể chiến một trận. Mộ vân kiếm lắc lư mấy lần, thẳng tắp đi thẳng về phía trước, theo sát ở sau lưng, vòng qua vách đá to lớn, Trương Huyền lập tức nhìn thấy một mảng sương mù dày đặc xuất hiện ở trước mắt. Hẳn là một loại trận pháp lợi hại nào đó, che lại đồ vật phía trước. Thiếu hụt. Trương Huyền cũng không nhận ra, lông mày dương lên, trong lòng hô khẽ. Phần Phật. Một quyển sách xuất hiện ở trong ốc. Trận pháp đang vận chuyển, thiên đạo thư viện có thể thấy được thiếu hụt. Loạn cung mê trận, trận pháp cấp 8. Xem hết nội dung trong thư tịch, Trương Huyền sửng sốt một chút. Khó trách cái gọi là truyền thừa, không có người đạt được, không nghĩ tới trận pháp trước mắt này, đã đạt tới cấp 8. Loại trận pháp cấp bậc này, ít nhất lĩnh vực cảnh mới có thể bố trí ra, tìm xung đế quốc hẳn là không người có khả năng làm được. Ngươi đã đi vào đó chưa? Không có vội đi vào, Trương Huyền quay đầu nhìn về phía mộ vân kiếm. Chưa vào qua, nghe nói trong đó có bội kiếm cùng truyền thừa của kiếm lão nhân. Mộ vân kiếm nói. Bội kiếm, từng bội kiếm của kiếm lão nhân nghe nói đã đạt đến thánh khí thượng phẩm ngay cả tiềm xung hoàng đế cũng muốn đạt được đáng tiếc một mực không có người có khả năng tiến vào coi như đi vào cũng tìm không thấy mộ vân kiếm nói tiếp thánh khí thượng phẩm trương huyền siết chặt nắm đấm loại thánh khí cấp bậc này thấp nhất đạt đến thánh vực lục trọng lĩnh vực cảnh đã cường đại đến cực điểm cái kiếm trì này lại có vũ khí lợi hại như thế đúng trên thực tế kiếm khí đầy trời này, phần lớn đều là thánh khí đó phát ra, những người phía ngoài kia liều mạng nghiên cứu, một là vì thực lực, thứ hai là muốn nhìn trộm kiếm pháp của kiếm lão nhân, từ đó đạt được truyền thừa, thu lấy kiện binh khí này. Mộ vân kiếm tiếp tục nói. Nó ở đây đợi thời gian dài, rất nhiều chuyện rõ rõ ràng ràng. Vũ khí như vậy, đáng giá xem xét. Mắt trương huyền sáng lên, tràn đầy hưng phấn. Thánh khí trung phẩm, trừ khi số lượng nhiều, nếu không đối với hắn mà nói, tác dụng thật không lớn, thánh khí thượng phẩm liền không giống. Một kiếm tế ra, triệu hưng mặt cũng chưa chắc chống đỡ được. Có loại vũ khí cấp bậc này, lại đi trương gia tìm phiền toái, hoặc đi cướp à không, cưới lạc nhược hy, lực lượng sẽ tăng thêm rất nhiều. Ngươi ở đây trông coi. Trương Huyền dặn dò một tiếng. Vâng. Mộ vân kiếm lắc lư mấy lần, đứng ở tại chỗ. Không do dự nữa, thân thể trương huyền nhoáng một cái, đi vào sương mù dày đặc. Vừa rồi thiên đạo thư viện nhìn ra trận pháp này thiếu hụt, ghi chép cặn kẽ, mặc dù là trận pháp cấp 8, đối với hắn mà nói, đã không còn bí mật đáng nói, chậm rãi tiến lên, đi một hồi, trước mắt sáng sủa, sương mù biến mất, một dòng suối, một căn nhà gỗ xuất hiện ở trong tầm mắt. Nơi này còn có thế ngoại đào nguyên. Trương huyền sững sờ, nhịn không được đi đến nhà gỗ, đi tới trước mặt, đang muốn mở cửa, đột nhiên toàn thân căng thẳng, thân ảnh nhoán một cái, xuất hiện ở hơn 100 mét. Rầm. Địa phương vừa rồi đứng yên, một đạo kiếm khí cắt tới, như đâm thủng không khí, lưu lại một đạo ấn ký đen kịch. Đạo kiếm khí này, lực lượng cực kỳ cường đại, mã minh hải tới so sánh, giống như tiểu vu gặp đại vu, không đáng nhìn một cái. Ánh mắt ngưng trọng, trương huyền cực kỳ cảnh giác. Coi như loại thực lực của hắn, nếu không phải trước thời hạn đề phòng, chỉ sợ cũng bị một kiếm chém thành hai khúc đến cùng là người nào lợi hại như vậy kẹt kẹt cửa phòng mở ra một bóng người chậm rãi đi ra là vị phường chủ kia trương huyền nhíu mày từ trong lều đi ra không phải người khác chính là vị phường chủ chợ đen kia làm sao lại đến nơi này vết thương trên người hắn lúc này đã tốt hơn phân nữa có điều vẫn có thể nhìn thấy thảm trạng trước đó che kín vết đau dữ tợn tựa như bò từng con rết. Trương Huyền, ngươi nhục phường thị ta, cướp tài vật của ta, phá hư quy tắc của ta, ngày hôm nay là giờ chết của ngươi. Phường chủ kỷ linh phong tràn đầy dữ tợn, trong mắt chảy ra hận ý nồng đậm. Mặc dù chợ đen không coi trọng quy tắc, nhưng chỉ cần tiến vào bên trong, mặc kệ ngươi là danh sư hay chiến sư, đều phải tuân thủ quy định bên trong, không dám vi phạm, tên này ngược lại tốt. Vừa đến liền phá hư, huyên náo gà chó không yên, còn đánh hắn trọng thương. Cơn giận này nếu như nhịn xuống, về sau tìm xung chợ đen còn có tư cách gì đứng sừng sững ở trong đế quốc. Ngươi biết ta sẽ ở đây tiến hành thi vòng 2, nên sớm mai phục. Trương Huyền nghi ngờ. Tới đây thi vòng 2, chỉ có triệu hưng mặt cùng nhạc đường chủ biết, ngay cả hắn cũng là thuần phục mộ vân kiếm mới biết, gia hỏa này đã sớm mai phục ở đây. Chẳng lẽ đã biết hành tung của mình? Danh sư thiên tài của danh sư đường, hội tụ vào một chỗ, bị biết hành tung. Thậm chí đối phương giấu ở trong trận pháp, chờ đợi đánh lén. Có thể nói cực kỳ đáng sợ. Chết rồi liền biết. Lười tiếp tục nói chuyện, kỷ linh phong gào lên một tiếng, trường kiếm trong tay lắc một cái, kiếm khí bắn tới. Kiếm của hắn chỉ dài khoảng ba thước, lại tản mát ra khí tức làm người ta giá rét thấu xương, kiếm mang chưa đến, trong tai vang lên một loại thanh âm quỷ dị, như là ai oán, để cho người ta thần trí hôn mê. Trong đầu nổ vang, con ngươi của Trương Huyền thu hẹp lại. Từ trước tới nay đều là hắn dùng chiêu này đối phó người khác, không nghĩ tới bây giờ dùng để đối phó mình, nhất thời vô ý, trực tiếp trúng chiêu, lâm vào trạng thái mê mang. Là ma âm. Bất quá, tâm cảnh của hắn đạt đến 25.1, có thể so với danh sư Bát Tinh trung phẩm, loại trạng thái này chỉ duy trì trong nháy mắt liền tỉnh táo lại, Thiên đạo chân khí vận chuyển, mới vừa loại bỏ mê mang, liền thấy kiếm khí đã tới trước mắt thổi làn da có chút đau nhức bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách siết chặt nắm đấm sau lưng chảy ra mồ hôi lạnh may mắn kịp phản ứng nếu không lần này ngực tất nhiên phá vỡ một cái động lớn không chết cũng sẽ lập tức mất đi sức chiến đấu hô bàn chân đạp mạnh biến mất khỏi tại chỗ lần nữa xuất hiện ở hơn 100 trăm mét hành giả vô cương tu luyện diễn không thiên thư đến nhị trọng lĩnh ngộ hành giả vô cương cũng càng thêm cao thâm tốc độ nhanh hơn, lúc này toàn lực vận chuyển, như đột phá không gian hạn chế cùng ràng buộc, thuấn di chạy trốn. Muốn chạy trốn, nào có dễ dàng như vậy? Kỷ Linh Phong thét dài, trường kiếm nằm ngang bổ tới. Kiếm mang lan tràn hơn 200 mét, bao phủ một mảng lớn khu vực chung quanh ở bên trong. Chui kiếm này lại đạt tới xuất khiếu cảnh đỉnh phong. Trương Huyền kinh ngạc. Khó trách tên này mới vừa bị đánh bại, liền dám tìm phiền phức nguyên lai like, chui kiếm này đã đạt đến thánh khí trung phẩm đỉnh phong có thể so với cường giả xuất khiếu cảnh đỉnh phong loại vũ khí thực lực này chú trọng công phạt hơn so với kim nguyên đỉnh còn đáng sợ hơn nhiều lắm hai hai phối hợp thậm chí có thể chiến một trận với nhạc đường chủ nếu như hôm qua thời điểm chiến đấu với ngươi lấy ra chui kiếm này ta có thể sẽ chật vật đến cực điểm khó mà ứng đối hiện tại nhìn ra thực lực cùng kiếm của đối phương Trương Huyền lại không bối rối, ngược lại lắc đầu. Trước đó là bị đánh trở tay không kịp, chân chính kịp phản ứng, nhờ vào thực lực của hắn, loại cấp bậc như đối phương, nói thật, còn xa xa chưa đủ. Đại bi thiên ma trưởng Lật tay một cái, một chưởng ấn to lớn xuất hiện ở trên không trung, thẳng tắp đánh tới. Chưởng lực tiếp xúc với kiếm mang huy hoàng, giống như là tại nguyên chỗ nổ tung, sóng xung kích kịch liệt tán giật bốn phía. May mắn ở trong trận pháp, có trận pháp cấp 8 che chở, nếu không chỉ sợ vách đá kia sẽ bị gọt thành đất bằng. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Liên tục lui về phía sau mấy bước, khí huyết quay cuồng, con mắt của Kỷ Linh Phong trở nên đỏ thẫm. Một đêm không thấy, tên này so với hôm qua càng thêm cường đại. Mặc cho tiếp tục nữa, mình làm sao có thể là đối thủ. Ta nói qua, hôm nay ngươi sẽ chết ở trong tay ta, thì nhất định sẽ. Nuốt một viên đang dược vào miệng, khí tức trong người kỷ linh phong lập tức bạo tăng. Thời gian không dài, liền trực tiếp đột phá xuất khiếu cảnh đỉnh phong, đạt đến nửa bước lĩnh vực cảnh. Là đang dược cấp 8. Phong ma phá lực đan. Vẽ mặt trương huyền nghiêm túc. Phong ma phá lực đan, giống như thuốc kích thích, sau khi dùng qua, có thể trong thời gian ngắn đánh vỡ cực hạn của tu luyện giả, để thực lực bạo tăng, có điều có thời gian hạn định nhất định, một khi dược lực tiêu hao sạch sẽ, không chỉ tu vi tổn hao, thân thể cũng có tổn thương cực lớn cái tên này lại liều mạng tổn thương cũng muốn chém giết mình thật là độc ác cũng đúng nếu như giết không được mình để mình chạy đi chỉ bằng vào tội danh đánh lén danh sư thất tinh danh sư đường cũng sẽ ra tay tiêu diệt không có khả năng sống sót bất kể từ điểm nào đến xem tiêu tốn đánh đổi lại lớn cũng phải chém giết mình không có bất kỳ do dự gì qua sông chưa cứu đánh hắn giữa dòng Trương Huyền hừ lạnh một tiếng, bàn tay lăng không trảo một cái, hơn 100 khôi lỗi xuất hiện ở trước mắt. Hắn vốn không phải người nói quy tắc, đối phương đã giết tới trước mặt, đương nhiên sẽ không tự đại chờ người ta đột phá xong lại động thủ. Triệt để tiêu hóa đang dược còn cần một đoạn thời gian, như vậy liền thừa dịp hiện tại, trước đánh ngã đối phương lại nói. Dù sao ở trong trận pháp cấp 8, phong mẫu khống chế thiên nghĩ phong giám sát mình, đám người triệu hưng mặt cũng không biết được, nên sẽ không hủy bỏ tư cách trầm Hơn 100 khôi lỗi vừa xuất hiện lập tức lao đến kỷ linh phong Từng cái tuôn ra khí tức, lực lượng như mưa Bọn họ phối hợp lại Ngay cả nhạc nhất toàn là nửa bước lĩnh vực cảnh chân chính Cũng có thể nhẹ nhõm ngược tới ngược đi Dù thực lực của đối phương không yếu Nhưng khẳng định không chống lại được Biết ngươi có những vật này Chẳng lẽ cho rằng ta không có phòng bị Kỷ linh phong cười lạnh một tiếng Ngón tay bỗng nhiên nâng lên, ném một cái trận bàn ra ngoài còn ở trên không, liền sương mù dày đặc, bao phủ khôi lỗi ở bên trong. Trận bàn chuẩn cấp 8 Cái tên này có không ít đồ tốt a à. Trương Huyền sửng sốt một chút, mắt sáng rực lên. Không hổ là phường chủ của chợ đen, những năm này tích lũy đồ vật không ít nha. Không nói phong ma phá lực đang trân quý cỡ nào, chỉ nói trận bàn chuẩn cấp 8 này liền có giá trị không nhỏ, ít nhất mấy ngàn tinh nguyên thượng phẩm. Loại trận bàn cấp bậc này, một khi khởi động, cường giả như nhạc nhất toàn cũng bị nhốt, trong thời gian ngắn không cách nào chạy trốn. Khó trách tự tin như vậy, dám ngay mặt dùng dược vật. Linh tính của khôi lỗi vốn không mạnh mẽ bằng nhân loại, đang bị nhốt, có thể tưởng tượng sẽ mất đi sức chiến đấu, xem ra hắn đã biết mình có nhiều khôi lỗi như vậy, hơn nữa làm xong ứng đối. Phương pháp rất tốt, đổi lại trận pháp sư thất tinh đỉnh phong bình thường, sẽ không có bất kỳ biện pháp nào, nhưng đối với Trương Huyền mà nói, căn bản không gọi sự tình trong lòng nói thiếu hụt thiên đạo thư viện chấn động một quyển sách xuất hiện ở trong óc ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái thiếu hụt liên quan tới trận bàn này liền xuất hiện ở trong trí nhớ đi lông mày nâng lên ngón tay hơi nhấc hơn một trăm chui trường đao phần phật xông vào trong sương mù chỉ nghe đinh đang đang vang lên giống như chặt đứt kết cấu đặc thù nào đó sương mù như thủy triều tán loạn trận pháp hủy tới ngón tay câu câu ngay sau đó liền thấy một chui trường đao kéo trận bàn đưa tới, nhẹ nhàng vồ một cái, Trương Huyền liên tục điểm mấy lần, đã luyện hóa. ầm ầm Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng vẫn làm trễ nải mấy hơi thở. Trong khoảng thời gian này, Kỷ Linh Phong đã triệt để luyện hóa phong ma phá lực đan, lực lượng cả người cũng triệt để ổn định lại, như một hồng hoang cự thú, bất cứ lúc nào cũng sẽ xé rách người. Khí tức khủng bố, so với Hồng Dương trước đó còn muốn đáng sợ. Chỉ sợ vị phường chủ này Cũng đánh qua không ít lôi đài A à. Trương Huyền hiếp mắt lại Cực kỳ cảnh giác Từ khí tức có thể thấy được Tên này tất nhiên cũng từng tham gia sinh tử lôi đài Không chỉ trải qua sinh tử Còn giết qua rất nhiều người Nếu không Tuyệt không có khả năng có sát khí nồng đậm như thế Khó trách biết rõ mình là danh sư thiên tài Còn dám động thủ Xem ra trên tay chảy không biết bao nhiêu máu tươi Kính sợ danh sư tự nhiên sẽ không mạnh như những người khác trận bàn chuẩn cấp 8 cũng có thể phá giải nhanh như vậy, ngươi thật sự rất lợi hại, nhưng mặc kệ thủ đoạn của ngươi như thế nào, ngày hôm nay phải chết. Kỷ Linh Phong trắng chặt hàm răng, hận ý nồng đậm, như gió lốc bao phủ, lần nữa hí dài, trường kiếm nâng lên, bỗng nhiên đánh xuống. Tê Lạp Thực lực nửa bước lĩnh vực cảnh, phối hợp vũ khí xuất khiếu cảnh đỉnh phong, giống như muốn xé rách không gian, xoắn nát người. Chỉ bằng vào một chiêu này, thực lực của hắn so với nhạc nhất toàn còn mạnh mẽ gấp mấy lần. Mặc dù nhạc nhất toàn là danh sư đường đường chủ, nhưng bởi vì thân phận, kinh nghiệm thực chiến không nhiều, làm sao có thể so sánh với phường chủ chợ đen, kinh nghiệm sinh tử, thậm chí ngay cả danh sư cũng chém giết qua không biết bao nhiêu. Không có những kinh nghiệm này, bất kể tàn nhẫn hay vũ dũng, đều kém xa tích tắp, sức chiến đấu tự nhiên cũng kém xa. Thật mạnh. Trên mặt Trương Huyền rốt cục lộ ra vẻ ngưng trọng đối chiến với loại cường giả này các ngươi vô dụng thu bàn tay trảo một cái thu tất cả khôi lỗi cùng trường đao vào trữ vật giới chỉ những khôi lỗi này chỉ là xuất khiếu cảnh trung kỳ hậu kỳ đối đầu loại công kích cấp bậc này căn bản không chống lại được tiếp tục giữ lại sẽ chỉ bị đối phương đánh phế trường đao cũng giống như vậy ra thu hồi vật phẩm trương huyền điểm một cái một vòng sáng đường kính chừng hơn mét bao phủ hắn Diễn không thiên thư, nhị trọng Cảm nhận được nguy hiểm Trương Huyền rốt cục phát huy ra sức chiến đấu mạnh nhất của mình Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha Lĩnh vực vừa xuất hiện Như ở chung quanh tạo thành một khôi giáp chắc chắn Trương Huyền âm thầm thở vào nhẹ nhõm Lúc này, kiếm mang của đối phương rơi xuống Đi vào phạm vi lĩnh vực Xì 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 Giống như bàn ủi rơi vào khối băng Dù tốc độ của kiếm mang nhận lấy ngăn cản nhưng vẫn chậm rãi đi về phía trước. Xem ra lĩnh vực của ta, cũng không phải vô địch chân chính, lực lượng của đối thủ vượt qua phạm vi chịu đựng, sẽ rất khó kiên trì. Trương Huyền hiểu được. Lĩnh vực vừa mới hình thành, dùng kim nguyên đỉnh thử qua, chỉ là tên này chỉ có thực lực xuất khiếu cảnh hậu kỳ, hơn nữa cũng không am hiểu công phạt, tùy tiện liền bị khống chế, hiện tại kỷ linh phong nuốt phong ma phá lực đang, cộng thêm trường kiếm xuất khiếu cảnh đỉnh phong tiến công, liền có chút không chống lại được bất quá, trải qua lĩnh vực ngăn cản, uy lực của loại kiếm khí này đối với ta đã không tạo thành tổn thương. Dù có chút ngăn cản không nổi, nhưng có lĩnh vực ma sát, muốn thương tổn tới mình đã làm không được. Hừ nhẹ một tiếng, Trương Huyền khẽ vỗ bàn tay. Rầm. Kiếm khí chậm chạp đi về phía trước lập tức tán loạn. Dù khối băng không ngăn cản được bàn ủi nóng bỏng, nhưng vẫn có khả năng dội tắt nhiệt độ phía trên, để nó không lực tiến lên cho dù kiếm khí của đối phương uy mãnh vô song nhưng bị lĩnh vực ngăn cản lực lượng đã tiếc giống như bàn ủi ướp lạnh đã không còn bất cứ uy hiếp gì ngươi công kích xong cũng nhận một đòn của ta xem vạch trần kiếm khí của đối phương thân thể trương huyền nhoáng một cái phần phật dưới chân vượt qua hơn trăm mét trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng đối phương đánh ra một quyền tinh hà đảo ngược sông lớn ngược dòng lực lượng hung mãnh nghiền ép tới kỷ linh phong lực lượng của Trương Huyền bây giờ, coi như không sử dụng diễn không thiên thư nhị trọng, cũng có thể so với nửa bước lĩnh vực cảnh, phối hợp thiên đạo quyền pháp, nhạt nhất toàn cũng khó mà chống lại, huống chi đối phương. Đáng ghét. Không nghĩ tới dùng đan dược, thi triển ra toàn lực, đối phương vẫn có khả năng ngăn cản, thậm chí làm ra phản kích, vẻ mặt của kỷ linh phong dữ tận, trường kiếm đảo ngược, từ dưới nách đâm tới. Tốc độ phản ứng thật nhanh. Trương Huyền rung lên trước đó cho rằng thực lực đối phương tăng lên, tất nhiên mất đi lý trí, có thể tùy tiện chém giết, không nghĩ tới tốc độ ứng biến chiến đấu nhanh như vậy. Không hổ là đánh qua sinh tử lôi đài, trong chiến đấu, dù bị động cũng có thể tìm cơ hội nghịch chuyển. Thật giống như hiện tại, nếu như nắm đấm của mình tiếp tục tới trước, khả năng còn không có làm bị thương đối phương, đã bị trường kiếm đâm ra lỗ thủng. Ta cũng thân kinh bách chiến, liền nhìn xem ai cao hơn một bậc huyết tính trong lòng Trương Huyền bị kích phát ra. Từ trước đến nay, hắn cùng người chiến đấu, đều là một chiêu miễu sát, nhìn ra thiếu hụt, nhẹ nhõm nghiền ép, chiến đấu sống còn chân chính còn chưa có trải qua. Giờ phút này đối phương phản ứng nhanh như vậy, thực lực lại tương đương, lập tức kích phát lòng háo thắng. Biến quyền thành trưởng, nhẹ nhàng điểm tới. Vốn trường kiếm khẳng định có thể đâm trúng, vừa biến chiêu như vậy, trên bàn tay lập tức kề sát thân kiếm, tiếp tục nhấn tới trước. Bành Đầu ngón tay chọc ở sau lưng đối phương Kỷ Linh Phong chỉ cảm thấy toàn thân chấn động Vô số kinh mạch bị chấn nát Phun ra máu tươi Thân thể mượn lực xông lên Hóa giải phần lớn lực lượng Vội vàng xoay người Vừa định phản kích Lại cảm thấy rùng mình Tốc độ của hắn nhanh Tốc độ của Trương Huyền còn nhanh hơn Vậy mà giống như cao dáng Kề sát ở trên lưng hắn Vô luận xoay người như thế nào Cũng không cắt đuôi được Thân pháp thật quỷ dị đường kiếm trong tay kỷ linh phong không ngừng đâm về phía sau hình thành một vòng bảo hộ trong lòng nhịn không được hoảng sợ giống như trương huyền đoán hắn từng giấu giếm thân phận tham gia nhiều lần sinh tử chiến cũng từng thu được danh xưng bách chiến vương sức chiến đấu cực kỳ kinh người cùng cấp bậc xem như chiến sư cũng chưa chắc có thể là đối thủ gia hỏa trước mắt này tu vi kém xa hắn mấu chốt nhất là hắn còn dùng phong ma phá lực đan lại vẫn bị đánh liên tục hột máu cũng quá mạnh đi. Ta giết ngươi không dễ dàng, ngươi muốn giết ta, cũng không có đơn giản như vậy. Trong mắt chợt lóe sáng, chân khí của kỷ linh phong khống chế trường kiếm không ngừng đâm nhanh, tay trái ngưng tụ pháp quyết, nhẹ nhàng điểm một cái. Sưu 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 sưu. Mấy trăm đạo hàng mang từ phía sau lưng bắn ra ngoài, như mưa to. Bạo vũ lê hoa châm. Muốn ở trên sinh tử lôi đài dài thắng bất bại, không chỉ sức chiến đấu mạnh, Càng quan trọng hơn là đủ loại thủ đoạn giết người, tầng tầng lớp lớp. Bạo Vũ Lê Hoa Châm này, đúng là đòn sát thủ của hắn, mỗi một cây châm nhỏ đều do tài liệu đặc thù luyện chế, không chỉ có thể tùy tiện đâm thủng da thịt của cường giả nửa bước xuất khiếu cảnh, còn ẩn chứa kịch độc, một khi dính vào, phút chốc mất mạng. Cường giả bị chiêu này giết chết không biết bao nhiêu. Trầm. Ám khí bắn ra, thân thể nhanh chóng vọt tới trước, rốt cục thoát khỏi đối phương đuổi theo, xoay người lại, Nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy bên ngoài thân đối phương lóe lên ánh sáng, vô số châm nhỏ rơi vào lòng bàn tay, dường như hết sức tò mò, đang thưởng thức từng cái. Người đây là tự mình tìm chết. Nhìn thấy cử động của hắn, nắm đấm của Kỷ Linh Phong siết chặt, hưng phấn mà tràn đầy kích động. Kịch độc trên châm nhỏ, là hắn tìm kiếm độc sư thất tinh đỉnh phong luyện chế thành, không cần đâm vào thân thể, làn da tới tiếp xúc cũng sẽ trúng độc mà chết đối phương lại cầm thưởng thức. Quả thực là chán sống. Ngay thời điểm hắn cho rằng đối phương tất nhiên trúng độc, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất, chỉ thấy thanh niên nhìn lại, vẻ mặt thất vọng lắc đầu. Độc này, trình độ luyện chế quá thấp, ngươi đoán chừng là bị lừa, hù dọa người còn được, căn bản không có cách nào hạ độc chết người. Nói xong còn cố ý nắm một cây kim đâm vào tay. Ngươi biết phía trên này có độc. Con ngươi của Kỷ Linh Phong co rụt lại. Độc sư thất tinh luyện chế kịch độc vô sắc vô vị, người thường căn bản nhìn không ra, đối phương chỉ lấy một cây châm nhỏ liền phát hiện, làm sao nhìn ra được? Độc rõ ràng như thế, lại nhìn không ra, cũng không cần sống nữa a. À. Thang thở một tiếng, cổ tay rung lên, châm nhỏ đầy trời bị hắn bắt lấy như mưa to bắn tới. Mặc dù không có chuyên môn luyện qua thủ pháp ám khí, nhưng ở chiến sư đường từng tu luyện qua nhiều loại võ kỹ, phóng thích một chút châm nhỏ mà thôi cực kỳ đơn giản. Ô ô ô. Ở dưới lực lượng của hắn gia trì, tốc độ của châm nhỏ như sấm sét, thời gian nháy mắt đã đi tới trước mặt Kỷ Linh Phong. Biết có độc, không dám đón đỡ, trường kiếm trong tay lắc một cái, vạch ra một vòng tròn ở trước người. Đinh đinh đang đang. Không hổ là phường chủ chợ đen của tiềm sung đế quốc, trình độ kiếm pháp cực kỳ thâm hậu, ít nhất đạt đến cảnh giới thượng kiếm tâm, kiếm quan lấp lánh, vô số châm nhỏ đều bị ngăn ở bên ngoài, rơi vào trên mặt đất. Muốn dùng ám khí của ta làm tổn thương ta, nằm mơ. Đánh tan châm nhỏ, kỷ linh phong hừ lạnh một tiếng, nói không có kết thúc, lập tức cảm thấy thấy hoa mắt, trương huyền đã xuất hiện ở trước mặt, một tay đánh tới. Bắn ra ám khí, vậy mà theo sát ở phía sau, lần nữa thiếp thân dán tới. Ngươi, sắc mặt tái xanh, trường kiếm lắc một cái, muốn phản kích đã không còn kịp rồi. Đùng, trên mặt đau rác, lập tức bay ngược ra chiếc hầu ngọn ngọt phun ra một nguồn máu tươi trăng rơi đầy đất đối phương đã dùng hết toàn lực nếu không phải lần này dùng đan dược tu vi tăng lên chỉ sợ đầu đã nổ tung dù vậy vẫn cảm thấy trong đầu mê muội bất cứ lúc nào cũng sẽ hôn mê đáng ghét toàn thân kỷ linh phong run rẩy muốn phát điên sống hơn trăm năm liên tục chịu thiệt hai lần thế mà đều ở trong tay một người cảm giác nhục nhã mãnh liệt để hắn sắp nổ ta muốn ngươi chết liên tục gào thét chân khí trong cơ thể sôi trào muốn xông lên nhưng còn không có động đậy chỉ thấy ánh mắt của thanh niên đối diện lộ ra vui vẻ nghiền ngẫm ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất không nên động đừng vận chuyển chân khí nếu không ta sợ ngươi chết sẽ nhanh hơn một chút có ý tứ gì thấy đối phương không có sợ hãi kỷ linh phong hít mắt lại không có ý tứ gì vừa rồi thời điểm đánh ngươi thuận tiện cắm hai cây châm lên mặt ngươi vẻ mặt trương huyền mây trôi nước chảy châm thân thể kỷ linh phong cứng đờ lúc này mới phát hiện trên mặt của mình chẳng biết lúc nào nhiều ra hai cây châm nhỏ bởi vì bị quất quá ác nên không có cảm giác bị kim đâm giải dược vội vàng rút châm ra cổ tay khẽ đảo lấy ra một viên đan dược há miệng nuốt vào kịch độc này rất lợi hại hắn là thấy tận mắt xuất khiếu cảnh đỉnh phong ngay cả ba cái hô hấp cũng không chịu nổi liền tử vong mặc dù hắn dùng đan dược thực lực có tăng lên to lớn nhưng ở trước mặt loại kịch độc này cũng sẽ không kiên trì vượt qua 10 giây hiện tại dùng giải dược mặc dù có thể để ngươi miễn chết một lần nhưng nếu như không nhìn lầm kịch độc xâm nhập sẽ xuất hiện thời gian tê liệt ngắn ngủi lúc toàn thịnh cũng không phải đối thủ của ta loại thời điểm này làm sao chống đỡ được trương huyền nhẹ nhàng cười một tiếng chậm rãi đi tới lật bàn tay lên nhẹ nhàng đè ép trăng rắc lực lượng khổng lồ rơi xuống kỷ linh phong chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân trong nháy mắt vỡ vụn cả người nằm trên đất đối phương nói không sai lúc toàn thịnh cũng không phải đối thủ hiện tại thân trúng kịch độc làm sao có thể ngăn cản còn có ác chủ bài gì thì lấy ra đi nếu như chỉ có chút thực lực ấy liền muốn giết ta không cảm thấy có chút buồn cười sao đè đối phương ở trên mặt đất không thể động đậy Trương Huyền thản nhiên nhìn qua. Thời điểm ở chợ đen, hai người đã giao thủ qua, đối phương biết mình có hơn trăm khôi lỗi cùng trường đao, lại còn dám đánh lén, tuyên bố muốn đánh giết hắn. Nếu như chỉ nhờ vào một viên đan dược, một thanh trường kiếm, thì ai? Không hổ là danh sư, quả nhiên thông minh. Chẳng qua người thông minh kiểu gì cũng sẽ chết sớm. Kỷ Linh phong phun máu tươi, trên mặt khôi phục vẻ dữ tợn, cổ tay lay động, trường kiếm lập tức phá không, thẳng tắp chui vào dòng sông cách đó không xa. Kiếm đã cho ngươi, đến lượt ngươi xuất thủ. Nương theo hắn la lên, ngay sau đó, Trương Huyền liền thấy mặt sông trước mắt sôi trào. Một cổ lực lượng khổng lồ lao nhanh đến, như một thanh kiếm sắc xuất thế, ngay sau đó một lão giả từ trong nước cuồn cuộn chậm rãi đạp bước mà lên. Từng bước đi đến trên không, tựa như thiên thần. Khó trách kỹ linh phong muốn giết ngươi, quả nhiên không giống bình thường. Lão giả nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt phát lạnh. Chẳng qua gặp được ta, ngươi có thể chết rồi. Rầm. Tiếng nói kết thúc, chập ngón tay làm kiếm, một đạo kiếm mang gào thét bắn xuống. Đạo kiếm quang này tựa như lưu tinh, hạ xuống từ trên trời, vừa xuất hiện liền ngưng kết không gian, để cho người ta khó mà phản kháng. Lĩnh vực cảnh sơ kỳ. Con ngươi thu nhỏ, thân thể trương huyền cứng đờ. Không nghĩ tới lão giả giấu ở trong khe suối, lại là cường giả lĩnh vực cảnh chân chính, còn cường đại hơn nhạc đường chủ. Càng quan trọng hơn là, lĩnh ngộ kiếm đã không kém mã minh hải bao nhiêu, đạt đến nửa bước chân giải. Thực lực mạnh, lý giải kiếm còn lợi hại hơn. Thực lực của người này, lĩnh vực cảnh sơ kỳ bình thường cũng rất khó chống lại. Tê Lạp Trong lúc khiếp sợ, kiếm mang đã đi tới trước mặt, cùng lĩnh vực của mình đối đầu. Trăng rắc Lĩnh vực giống như bột nhão bị cắt ra, xuất hiện vết rách kiếm mang không có bất kỳ ngăn cản cùng ngừng lại, tiếp tục bắn về phía trước. Dừng lại. Trương Huyền khống chế lĩnh vực, đồng thời vung trưởng tiến lên đón. Bành. Kiếm khí quét ngang, khuôn mặt tái đi, bay ngược ra, sống lưng đâm vào trên một cây đại thụ. Đối phương tiện tay một chiêu, mình thi triển ra toàn lực, dùng lĩnh vực, thế mà cũng không có chặn lại. Khó trách kỹ linh phong cũng không phải đối thủ, nguyên lai đã lĩnh ngộ hình thức ban đầu của lĩnh vực nguyên thần cảnh đỉnh phong, liền có thể làm được điểm ấy, quả nhiên là siêu cấp thiên tài. Thấy một kiếm cũng không chém giết đối phương, chỉ để hắn bị thương, lão giả trong khe suối cười lạnh một tiếng, con mắt trở nên càng lạnh. Bất quá, như vậy càng nhất định phải giết chết ngươi. Loại thiên tài này, tất nhiên có được truyền thừa lợi hại, đã động thủ, vậy thì nhất định phải giết chết, không có bất kỳ đường lui đáng nói. Nếu không, tai họa càng lớn. Ngươi là ai? Trương Huyền dậy dụ lấy đứng dậy, cắn răng nói: Dù sao ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nói cho ngươi cũng không sao. Tại hạ Kinh Minh kiếm Kỷ Linh chân, vị phường chủ chợ đen này là đệ đệ của ta, Kinh Linh kiếm Kỷ Linh phong, lão giả Kỷ Linh chân nói. Kỷ Linh chân, Trương Huyền lắc đầu. Tới tìm xung đế quốc tính toán đâu ra đấy cũng mới một ngày, hai cái danh tự này còn không nghe qua. Tốt, có thể đi chết rồi. Giới thiệu xong, kỹ linh chân cười khẽ, lười nhắc nói nhảm nữa, đầu ngón tay lóe ra ánh sáng, tựa như kẹp lấy một thanh trường kiếm, đâm nhanh tới. Chiêu này so với vừa rồi càng thêm đáng sợ. Còn chưa tới trước mặt, liền dẫn động toàn bộ trận pháp không ngừng rung rẩy, hình như trận pháp cấp 8 này cũng có chút không chống lại được. Không sử dụng kiếm liền có loại uy lực này, một khi sử dụng vũ khí sẽ mạnh bao nhiêu. Sắc mặt trương huyền tái xanh, không dám đón đỡ, cổ tay rung lên, một cái trận bàn xuất hiện ở trên không trung. Chính là trước đó Kỷ Linh Phong ném ra, bị hắn luyện hóa. Ầm ầm. Lần này không phải vây khốn đối phương, mà là bao phủ mình, thân ảnh Trương Huyền nhoáng một cái, đã mất đi tung tích. Trận bàn có khả năng vây khốn người khác, tự nhiên cũng có thể thủ hộ mình, để đối thủ không thể nào phát giác trong thời gian ngắn tìm không thấy tung tích. Bất quá đây coi như là bị động trong bị động. Thứ nhất, kẻ địch từ ngoài phá trận càng thêm dễ dàng thứ hai trốn ở trong đó giống như bị nhốt vào chiếc lồng muốn chạy trốn cũng trốn không thoát ta nhìn ngươi có thể tránh được bao lâu trong tiếng cười khẽ kỹ linh chân bước ra một bước kiếm khí rơi vào trên sương mù dày đặc giống như dao sắc cắt bánh bột lọc thời gian nháy mắt trận bàn hình thành sương mù bị đánh thành hai nửa khó có thể hợp lại nhìn một cái liền biết cái trận bàn này xem như triệt để phế bỏ Bất kể là trận bàn hay trận pháp, phương pháp loại bỏ nó có hai cái, thứ nhất là biết nguyên lý, tìm ra sơ hở hoặc sinh môn. Thứ hai, dùng mang lực phá giải. Cái này của Kỷ Linh Phong chỉ là chuẩn bát tinh, vây khốn xuất khiếu cảnh đỉnh phong cùng nửa bước lĩnh vực cảnh còn có thể làm được, nhưng gặp lĩnh vực cảnh chân chính, hơn nữa còn là cường giả lĩnh ngộ nửa bước chân giải, liền không coi ra gì. Một kiếm phá vạn pháp. Chỉ cần thực lực đầy đủ, quản hắn yêu ma quỷ quái một kiếm phá nát hiện tại kỷ linh chân chính là như vậy thủ đoạn của trương huyền nhiều hơn nữa đối mặt hắn cũng không thi triển ra được chém sương mù dày đặt thành hai khúc kỷ linh chân lần nữa quét ngang trăng rắc sương mù tiêu tán một cái trận bàn bị chém thành hai nửa rơi trên mặt đất tựa như nắp nồi bị vứt bỏ không còn trận pháp che giấu thân ảnh trương huyền lần nữa xuất hiện ở trước mặt hai người ngắn mũi mấy hơi Tên này lại đổi một bộ quần áo, càng quan trọng hơn là khí tức cả người trở nên càng thêm lãnh ngạo, trong ánh mắt mang theo miệt thị coi trời bằng vung, phản phất như trời đất bao la, ta mới là lão đại. Nếu không phải dung mạo, linh hồn không thay đổi, sẽ hoài nghi có phải biến thành người khác hay không. Ở trước mặt thực lực chân chính, thay quần áo, đổi khí chất cũng vô dụng, chỉ cần thực lực không đủ, tất cả đều là uổng công. Thấy tên này chơi đùa ra những thứ kia, Kỷ Linh chân cười lạnh một tiếng lông mày nâng lên, lần nữa điểm ra. Tê lạp. Không khí bị tách ra, hàng mang cực tốc bắn tới. Loại rác rưởi này cũng đánh không lại, thật sự là càng sống càng thụt lùi. Trương Huyền hừ một tiếng, lắc đầu, cũng không tránh né, thân thể đột nhiên nhoán một cái. Ô! Thời gian nháy mắt liền biến mất tại chỗ, sau một khắc, đã xuất hiện ở trên không trung. Trầm! Nắm đấm nâng lên, một đấm thẳng kích còn muốn phản kháng. Không nghĩ tới gia hỏa mới vừa rồi còn không phải địch thủ, thế mà còn muốn phản kháng, ánh mắt của Kỷ Linh Chân phát lạnh, kiếm khí bổ ngang. Cùng nắm đấm đánh ra công kích va chạm, không gian sao động, trận pháp bị xung kích không ngừng lay động. Kiếm khí bị đánh tan, bắn ra bốn phía, đâm thành từng cái hố sâu. Từng Kỷ Linh Chân kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước, sững sờ. Vừa rồi tên này thi triển ra đồ vật tương tự lĩnh vực cũng không chặn được chiêu số của hắn làm sao đổi bộ y phục lại giống như biến thành người khác dùng quyền vững vàng đón đỡ kiếm khí của mình hơn nữa trình độ cứng cáp của quyền còn lợi hại hơn kiếm khí ta không tin tu vi một người có thể tăng nhanh như vậy nhất định là dùng một loại phương pháp nào đó ngón tay búng một cái kiếm khí biến thành vô số đạo đứng lơ lửng trên không phát ra kiếm minh run rẩy tựa như biển cả thiên phong kiếm hải một trong những tuyệt chưa mạnh nhất của kiếm trì cũng không phải chỉ có mã minh hải biết tê lạp kiếm hải thẳng tắp bay tới chỗ nó đến không khí xuất hiện hắc tuyến như xé rách không gian chút tài mọn không đáng nhìn một cái lông mày dương lên trương huyền tiến về phía trước một bước cổ tay khẽ đảo lăn không nhấn xuống một chưởng đồng dạng uy lực so vừa rồi cường đại hơn nhiều biển kiếm tới đối đầu lập tức giống như là đánh bay con ruồi không có chút lực lượng ngăn cản nào Chặn lại kiếm hải của đối phương Trương Huyền lần nữa lay động Đã xuất hiện ở đối diện Kỷ Linh Chân Lại đánh ra một quyền Bành Chưa kịp ngăn cản Liền cảm thấy một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải tung tới Ngực của Kỷ Linh Chân buồn bực Vẻ mặt trở nên trắng bệt Bay ngược mà ra Va chạm trên mặt đất Đập ra một cái hố sâu to lớn Làm sao lại mạnh như vậy Kỷ Linh phong trọng thương Ở một bên con mắt trợn tròn Mới vừa rồi tên này còn bị động chịu đòn, làm sao thời gian nháy mắt, đã trở nên long tinh hổ mảnh như thế. Kỷ Linh chân không chỉ lĩnh ngộ nửa bước kiếm đạo chân giải, Tu Vi càng đạt đến lĩnh vực cảnh sơ kỳ, vượt qua phạm vi của tiềm sung đế quốc. Người mạnh như thế, thậm chí ngay cả một quyền cũng không tiếp nổi. Gia hỏa này thật chỉ là nguyên thần cảnh đỉnh phong. Đáng ghét. Kỷ Linh chân từ trong hố bay ra, đã không còn u nhã như vừa rồi, trái lại mang theo tức giận đến nổ phổi vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm chém giết đối phương, nằm mơ cũng không nghĩ đến, đổi bộ y phục sẽ trở nên cường đại như vậy. Đáng ghét. Gà đất chó sành mà thôi, xem ta chém giết ngươi. Không thèm để ý phẫn nộ của hắn, nhẹ nhàng cười một tiếng, Trương Huyền bước ra lần nữa. Lần này không phải nắm đấm cũng không phải chưởng, mà là bàn chân lăng không đạp tới. Ngươi. Thời gian nháy mắt, kỹ linh chân cảm giác như thiên địa hạ xuống, tùy thời sẽ sụp đổ một cước này của đối phương, mặc dù không dùng bất kỳ vũ kỹ nào, cũng không có quá nhiều kỹ xảo, nhưng lực lượng thực sự quá lớn, cường đại đến căn bản vô lực phản kháng. Đáng ghét. Huyệt đạo toàn thân mở ra, vô số kiếm khí dân trào, thời gian nháy mắt tạo thành một vòng tròn kiếm khí ở chung quanh thân thể. Võ kỹ, tiêu tương kiếm vũ. Chiêu này là thủ hộ tuyệt đối, một khi thi triển, kiếm khí sẽ hình thành lĩnh vực viên cầu, bảo hộ người ở trong đó, không chịu bất kỳ tổn thương nào trăng rắc bàn chân rơi xuống cùng viên cầu đụng một cái lập tức phát ra thanh âm kẹt kẹt bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn khuôn mặt kỷ linh chân tái mép cắn răng kiên trì a à. lông mày trương huyền nâng lên lực lượng trên chân tăng thêm ầm ầm vòng tròn không chịu nổi nổ tung tại chỗ Phốt. kỷ linh chân phun ra một nguồn máu tươi bay ngược ra ngoài ngã xuống đất, mặt không còn chút máu. Loại trình độ này cũng muốn giết ta. Trương Huyền đạp bay đối phương, lăng không đi tới, khuôn mặt mang theo lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng, như chiến thần bất bại. Ta. Kỷ Linh chân siết chặt nắm đấm, liên tục lui về phía sau mấy bước. Tên này thực sự quá mạnh. Mặc dù không có lĩnh vực, cũng không có thi triển võ kỹ lợi hại gì, nhưng lực lượng quá lớn, thân thể như căn bản sẽ không tổn thương tiếp tục chiến đấu nữa hẳn phải chết không thể nghi ngờ tên vô dụng kia đến cùng chọc phải tồn tại gì a à? hàm răng cắn chặt có chút hối hận sớm biết liền không đáp ứng kỹ linh phong ôm cái phiền toái này vốn cho rằng chỉ là con tôm nhỏ tùy thời có thể bóc chết nằm mơ cũng không nghĩ đến là một cự long căn bản không chống lại được bằng thực lực của ta sớm muộn gì cũng sẽ bị đánh chết tươi đã như vậy chỉ có thể thử một chút thân hình dừng lại vẻ mặt kỹ linh chân nghiêm túc đột nhiên ngón tay điểm ra máu tươi phun mạnh đi tới bầu trời trên khe suối cái sau lập tức nứt ra một vết nứt xì 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 máu tươi càng phun càng nhiều sắc mặt của kỹ linh chân trở nên trắng bệch tóc trên đầu từ vừa rồi đen kịp trở nên hoa râm thời gian nháy mắt trắng xóa người cũng già đi rất nhiều hình như sinh cơ bởi vì máu tươi chảy nhiều mà trở nên suy bại kinh ngữ kiếm kinh minh kiếm đều cho ngươi những năm này ta cũng sưu tập vô số trường kiếm cho ngươi nuôi dưỡng. Máu tươi càng mặc cho ngươi thôn vệ. Còn không xuất thế. Thật chẳng lẽ muốn một mực vây ở chỗ này. Hắn gào lên một tiếng. ầm ầm, Mặt đất lay động kịch liệt, khe suối không ngừng sôi trào, loạn cung mê trận thủ hộ ở chung quanh ở dưới lực lượng khổng lồ trùng kích, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Đây là cái gì? Con ngươi của Trương Huyền co rụt lại, cảnh tượng trước mắt thực sự là đáng sợ. Loạn cung mê trận, xem như hắn cũng chỉ có thể căn cứ thiếu hụt phá giải, mà bây giờ vậy mà sắp sụp đổ, lực lượng dưới khe suối đã vượt ra khỏi tưởng tượng. Tê Lạp Đang khiếp sợ, một đạo kiếm ý xông lên trời, như muốn chém bầu trời thành hai khúc, trận pháp thủ hộ ở chung quanh, ở dưới loại lực lượng này trùng kích, lập tức bị đâm ra một cái động lớn. Kiếm ý sao động, từ trong cửa hang xông lên trên, tảng mắt ra hào quang sáng chói, giống như tạo thành một cầu vồng kết nối thiên địa kép kép nhìn thấy cầu vồng này trương huyền lập tức cảm thấy kiếm ý tu luyện trong cơ thể bị áp chế có loại không thi triển ra được ngay sau đó mặt đất lần nữa cuồn cuộn một bệ đá màu đỏ tươi từ trong khe suối chậm rãi nổi lên phía trên cắm một thanh trường kiếm khoảng cách còn xa liền cảm thấy kiếm khí sắc bén không ngừng lôi kéo tự hồ muốn nghiền người thành bột phấn đây là thánh khí thượng phẩm Trương Huyền siết chặt nắm đấm, vẻ mặt lập tức thay đổi. Khí tức cường đại như thế, ngay cả loạn cung mê trận cũng không thể chặn lại, càng thả ra kiếm ý uy lực như thế, chỉ có một khả năng. Thanh trường kiếm này đã vượt qua thánh khí trung phẩm ràng buộc, đạt đến thượng phẩm. Cũng chỉ có loại cấp bậc này mới có uy lực như thế, ngay cả trận pháp cấp 8 cũng ngăn không nổi, thậm chí hắn cũng sinh ra lòng kính sợ, không dám chống lại. Là bội kiếm của kiếm lão nhân đang khó hiểu một trương huyền khác giống nhau như đúc xuất hiện vẻ mặt nghiêm túc vừa rồi cùng kỷ linh chân chiến đấu cũng tàn bạo đánh hắn tự nhiên là phân thân hiện tại đi ra mới thật sự là trương huyền trước đó không phải đối thủ tế ra trận bàn là để phân thân đi ra quả nhiên không phụ kỳ vọng nhẹ nhõm liền nghiền ép chỉ là nằm mơ cũng không nghĩ đến gia hỏa này còn có ác chủ bài thanh trường kiếm này hẳn là bội kiếm mà kiếm lão nhân lưu lại kiếm trì chẳng lẽ đã bị kỷ linh chân luyện hóa ta nói qua chờ ngươi đạt tới kiếm đạo chân giải chân chính mới có tư cách để cho ta thần phục hơn nữa đạt được kiếm lão nhân truyền thừa như thế nào lời nói của ta không tính toán gì hết sao trong tiếng nổ trường kiếm lắc lư một cái thanh âm như chung lớn đâm thủng tâm linh đạt tới thánh khí thượng phẩm không chỉ có thể chém giết nguyên thần để cho tinh thần người ta thất thủ một kiếm tự nhiên tâm cảnh cũng có khả năng không chống đỡ được chịu ảnh hưởng bẩm báo tiền bối ta cầu ngươi xuất thế chỉ là muốn giúp ta lui địch chém giết trương huyền kỹ linh chân trắng chặt răng chỉ về phía thanh niên vẻ mặt lập tức cứng đờ vừa rồi chỉ có một cái làm sao thời gian nháy mắt biến thành hai cái giết người trường kiếm trên bệ đá như nhìn lại trương huyền cảm thấy bị một đạo kiếm ý phong tỏa vô luận như thế nào cũng khó chạy trốn, toàn thân chảy mồ hôi lạnh. Không sai. Kỷ Linh Chân nói. Từng, những năm này cho ta ăn không ít đồ vật, nếu không khẳng định còn ngủ say, ân tình này ta ghi nhớ. Một người mà thôi, giúp ngươi giết là được, bất quá, muốn ta thần phục ngươi, còn kém chút hỏa hầu, chờ chân chính lý giải kiếm đạo chân giải, lại cùng ta thương nghị. Trường kiếm trên bệ đá lắc lư một cái, kiếm ý như biển, Hai trương huyền đều bị bao phủ ở bên trong, như chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền có thể tùy tiện chém giết. Đa tạ tiền bối. Kỷ Linh chân thở vào nhẹ nhõm, tràn đầy giữ tận nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, mang theo hận ý nồng đậm. Nếu như có thể tùy tiện chém giết tên này, nhờ vào hiến tế khinh ngữ kiếm, khinh minh kiếm, liền có thể tới lôi kéo quan hệ, thu hoạch được hảo cảm. Đạt được truyền thừa cũng có khả năng. Mà bây giờ, chỉ có thể giết đối phương lại nói. Hai cái này giống nhau như đúc, muốn ta giết cái nào? Đang cảm giác trường kiếm sẽ động thủ, liền nghe nó nghi ngờ hỏi. Cái nào? Kỷ Linh Chân cũng nhíu mày. Hắn cũng rất kỳ quái, Trương Huyền danh sư này không phải chỉ có một cái sao? Sao đột nhiên biến ra hai cái, hơn nữa bất kể dung mạo hay khí chất đều giống nhau như đúc, không sai chút nào. Ta là giả, hắn là thật. Ta là giả hắn là thật. Hai trương huyền đồng thời chỉ đối phương, từng cái thở phì phò, trừng mắt nhìn nhau. Cái này. Thấy hai gia hỏa này như gương in ra, làm sao cũng không phân biệt được, kỹ linh chân sững sờ tại nguyên chỗ. Bên này bội kiếm của kiếm lão nhân đâm thủng trận pháp, từ trong khe suối đi ra, bên ngoài cũng hỗn loạn. Tất cả kiếm tu ở sau vách đá, từng cái dừng lại nghiên cứu, nhìn về phía kiếm khí đâm rách bầu trời, kích động đến thân thể run rẩy đây là bội kiếm của kiếm lão nhân. Nói cách khác, truyền thừa sắp xuất thế. Chờ nhiều năm như vậy, là chờ lấy ngày này, mau qua nhìn một chút. Mặc kệ ai đạt được, đều phải đoạt tới. Ai dành với ta, ta liền giết hắn. Con mắt của tất cả mọi người đều đỏ lên. Bọn họ đóng giữ ở đây mấy trăm năm, một là vì để cho mình lĩnh ngộ kiếm càng ngày càng cao, càng quan trọng hơn là chờ đợi bội kiếm của kiếm lão nhân xuất thế, thu hoạch truyền thừa nếu không khẳng định đã sớm rời đi không đến mức một mực thủ hộ không oán không hối kiếm lão nhân năm đó tung hoành phạm vi đế quốc không người có thể địch đạt được truyền thừa của hắn thực lực tất nhiên bạo tăng đột phá xuất khiếu cảnh thậm chí lĩnh vực cảnh cũng không quá khó khăn nhất định là thanh niên vừa rồi đi vào kia đi qua nhìn một chút không biết ai hô lên đám người không để ý tới nghiên cứu vội vã lao đến kiếm trì vừa rồi Trương Huyền kia nhẹ nhõm đánh bại Mã Minh Hải lĩnh ngộ nửa bước chân giải, đi vào không đến 10 phút, kiếm khí liền phá không tới, nói rõ, khẳng định là hắn để trường kiếm thoát ly phong ấn. Bảo vật, truyền thừa xuất thế, ai cũng muốn được, coi như thực lực của đối phương mạnh, mọi người cũng sẽ không từ bỏ. Rất nhanh, đi tới trước mặt trận pháp. Lúc này loạn cung mê trận bị trường kiếm đâm thủng, đã bị phá hư cấu trúc, tràn ngập nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn trước kia muốn đi vào, rất khó làm được, mà bây giờ nhẹ nhõm liền có thể hoàn thành. Trước không vội, thực lực của tên kia chúng ta cũng nhìn thấy, rất không tầm thường, một mình đối kháng mà nói, khẳng định không phải đối thủ. Không bằng liên thủ chống lại. Một lão giả ngăn đám người lại nói. Không sai, mọi người liên thủ mới có cơ hội. Có người hồ theo. Tốt, chúng ta có thể liên thủ, nhưng đạt được truyền thừa làm sao bây giờ? Có người hỏi. Chúng ta ở chung lâu như vậy, mọi người hiểu rõ, trước liên thủ, đạt được truyền thừa lại nói, đến lúc đó mọi người cùng nhau nghiên cứu. Lão giả nói. Tốt. Đám người đồng loạt lên tiếng. Kiếm lão nhân truyền thừa, bi lực vô tận, nếu như bọn họ có khả năng nghiên cứu được, cũng không cần một mực quanh quẩn ở trước vách đá, nhiều năm không đột phá. Lại nói, thật muốn nuốt riêng, bọn họ cũng biết khẳng định không cách nào còn sống ra ngoài. Đi đạt được nhất trí, đồng loạt đi vào trận pháp. Kiếm trì vị trí ở trên đảo, mấy cái thanh niên đối diện chiến lập, từng cái ánh mắt cảnh giác. Tôn Càng, chúng ta xem như quen biết đã lâu, sớm đã hiểu rõ, coi như ngươi có khả năng cướp đi ngọc phù của ta, khẳng định cũng sẽ nguyên khí tổn hao nhiều, đến lúc đó gặp được người khác cũng sẽ bị đào thải, ta xem không bằng hai chúng ta liên thủ. Một thanh niên mở miệng nói, đối diện hắn chính là Tôn Huynh mà Mã Minh Hải quen thuộc. Hồ Huynh nói không sai, cùng ngươi đối chiến, ta quả thực sẽ nguyên khí đại thương, dù sao chỉ đào thải 13 người, hiện tại chỉ còn lại 10 người, chúng ta hoàn toàn có thể liên thủ đối phó những người khác, không cần thiết tranh một mất một còn. Tôn Càng mỉm cười. Vậy thì tốt, chúng ta liền dùng danh sư ước định, lẫn nhau liên thủ, cùng đào thải người khác. Thanh niên nhẹ gật đầu. Danh sư chú ý thân phận, có danh sư ước định, cơ bản sẽ không vi phạm. Được. Tôn Càng nhẹ gật đầu, cười một tiếng, đang muốn tiếp tục nói chuyện, liền cảm thấy linh khí chung quanh lay động kịch liệt, sau đó liền thấy một cổ kiếm ý bay thẳng lên trời. Có bảo vật xuất thế. Con mắt mấy người đồng thời co rụt lại. Bọn họ đều là thiên tài trong phạm vi đế quốc, kiến thức rộng rãi, biết khi bảo vật xuất hiện sẽ đưa tới dị tượng. Nghe nói tìm xung đế quốc có một kiếm trì, trong đó cấp dấu thánh khí không biết tên, cấp bậc không biết, từng có cao thủ đến đây dò xét, kết quả bị danh sư đường ra tay đuổi đi, nói là cơ duyên của tiềm sung đế quốc, do bọn họ tự mình giải quyết. Vẫn cho rằng chỉ là truyền thuyết, chẳng lẽ là thật. Vị trí của chúng ta lại là kiếm trì. Nắm đấm siết chặt, tôn càng nhớ ra cái gì đó, tràn đầy kích động. Sự tình kiếm trì của tiềm sung đế quốc bọn họ đều có nghe qua, không nghĩ tới thi vòng hai thiết trí ở đây, mấu chốt nhất là khí tức bảo vật xuất thế mãnh liệt như thế, nói cách khác Bảo vật một mực không ai thấy qua kia đã xuất thế. Truyền thuyết là thật mà nói, nếu đạt được, thực lực tất nhiên đại tăng, coi như ở thánh tử điện, khẳng định cũng có thể trở nên nổi bật, bộc lộ tài năng. Đi qua nhìn một chút. Nhẹ gật đầu, Hồ huynh cũng khó có thể che giấu hưng phấn. Trước không vội, dị động như thế lớn, khẳng định cả đảo đều phát hiện, đến lúc đó tất cả mọi người sẽ ra tay, tranh đấu cực kỳ lợi hại, không bằng chúng ta trước thương nghị hiệp định, nếu không chúng ta so với những người khác cũng không chiếm được ưu thế, nhất là trương huyền kia. Ngăn đám người muốn đi qua, tôn càng suy nghĩ một chút nói. Trương huyền, nơi này không cho phép sử dụng vũ khí, không dùng khôi lỗi, chẳng qua cùng cấp bậc mạnh mẽ mà thôi, chỉ cần chúng ta không áp chế tu vi, còn không thoải mái nghiền ép. Hồ Huynh xem thường. Cái tên này chỉ là cung cấp vô địch, thực lực chân chính so với bọn hắn vẫn kém một đoạn dài. Không tính là gì. Triệu sư yêu cầu là không dùng khôi lỗi, nhưng bảo vật phía trước, ai có thể khống chế nổi. Lại nói, chỉ cần hắn dùng khôi lỗi ngăn chúng ta ở bên ngoài, tự mình độc chiếm bảo vật là được, không cướp đoạt ngọc phù, hơn nữa không phá hư, cũng không tính vi phạm quy định. Tôn Càng nói, cái này, Hồ Huynh sửng sốt. Triệu Hưng mặt triệu sư chỉ nói, không cho phép nhờ vào vũ khí cướp đoạt ngọc phù. Khôi lỗi chỉ ngăn cản bọn họ, quả thực không tính không tuân theo quy định. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Dừng lại một chút, biết chỉ bằng thực lực của bọn hắn, căn bản không phải đối thủ của những khôi lỗi kia, Hồ Huynh hỏi. Rất đơn giản. Nếu như nhìn thấy Trương Huyền, ý của ta là chúng ta trực tiếp liên thủ xông lên, không đợi hắn phóng thích khôi lỗi, trước đánh bại hắn, hơn nữa đã thương. Như vậy nhất định có thể tránh khỏi không ít phiền phức. Mắt tôn càng sáng lên nói trực tiếp xông lên hồ huynh cùng mấy thanh niên khác trầm tư thực lực của chúng ta đều không yếu cùng một chỗ liên thủ phong ấn tu vi của hắn hơn nữa để hắn không cách nào thả ra vũ khí không tính quá khó chỉ cần thành công cũng không cần lo lắng đến lúc đó đạt được bảo vật mỗi người dựa vào cơ duyên các ngươi thấy thế nào tôn càng phân tích sự tình một lần trương huyền này quả thực là đại phiền toái tôn huynh nói rất đúng trước chế ngự hắn mới có thể có được bảo vật nếu không gió Tây Bắc cũng uống không được Hồ Huynh nhẹ gật đầu Đã đáp ứng chúng ta liền dùng danh sư ước định nếu như vi phạm, thân bại danh liệt Tôn Càng gật đầu Tốt Đám người đồng thời gật đầu Rất nhanh, ước định hoàn thành đám người Tôn Càng nhanh chóng bay về phía bảo vật xuất thế Dù trận pháp trên đảo rất lợi hại nhưng mọi người đều là thiên tài tuyệt đỉnh nhiều người lực lượng lớn rất nhanh liền tìm được phương vị chính xác, đi tới trước mặt vách đá. Vòng qua vách đá, tiếp tục tới trước, trước mắt xuất hiện sương mù dày đặc. Lúc này mới phát hiện, còn lại hơn 20 người thi vòng 2, tất cả đều đi tới trước mặt. Chúng ta trước cướp bảo vật, lại tiến hành đọ sức được không? Tôn Càng nói. Được. Mọi người đồng ý. Mặc kệ cái nào là thật, cái nào là giả. Tất cả đều giết là được phân biệt nửa ngày, không nhận ra cái nào mới là Trương Huyền, Kỷ Linh Phong vội vàng hô. Không sai, xin tiền bối ra tay, giết hai người này. Kỷ Linh chân ôm quyền. Một Trương Huyền liền đánh hắn không cách nào đánh trả, suýt chút nữa chết, lại xuất hiện một cái, khẳng định không chống đỡ được. Giết hai cái. Cũng không phải không được, binh khí như khinh ngữ kiếm, lại cho ta một thanh. Trường kiếm trên bệ đá tựa như duỗi lưng một cái, thản nhiên nói, cái này Gia mặt kỷ linh chân co lại Thánh khí trung phẩm bình thường Tìm xung đế quốc tìm không khó Nhưng loại cấp bậc như khinh ngữ kiếm Lại giống như phượng mau lân giác Nếu không Cũng sẽ không bởi vì một chui kiếm Mà đáp ứng kỷ linh phong ra tay Tiền bối nên biết Loại thánh khí cấp bậc này cũng không nhiều Bất quá Cho ta thời gian Nhất định có khả năng tìm Nhưng gia hỏa trước mắt này nhất định phải nhanh giết chết Nếu không phiền phức cực lớn kỷ linh chân dừng lại một chút vội nói lời còn chưa dứt liền nghe thanh niên cách đó không xa mang theo thanh âm khinh bỉ vang lên nói tới nói lui là không chịu lấy ra thánh khí mà thôi nói xong một thanh niên tiến về phía trước một bước trong mắt tràn đầy bi phẫn tiền bối ngươi có biết vì sao hai người này muốn giết ta không là vì cướp thánh khí trường kiếm tổ truyền của ta sợ gia trưởng của ta biết được lúc này mới dẫn ta tới nơi này giết người diệt khẩu cướp đoạt thánh khí ai đoạt thánh khí của ngươi rõ ràng là ngươi đoạt linh thạch của ta có được hay không không nghĩ tới hắn đột nhiên nói chen vào kỷ linh chân kỷ linh phong sững sờ tức sắp nổ tung còn biết xấu hổ hay không chúng ta ngày tháng năm nào đoạt lấy đồ vật của ngươi đoạt thánh khí trường kiếm của ngươi cấp bậc là gì trường kiếm trên bệ đá quơ quơ thân thể một đạo kiếm khí bao vây không gian để hai người kỹ linh chân dừng lại. Bẩm tiền bối là nửa bước lĩnh vực, dù không có đạt tới thượng phẩm, nhưng cũng trên lệch không xa. Là trưởng bối trong tộc ban tặng ta, để cho ta bảo vệ tính mạng. Trương Huyền vội vàng nói. Thánh khí nửa bước lĩnh vực cảnh. Trường kiếm trên bệ đá hừ một tiếng, kiếm khí tung hoành, dường như mang theo tức giận. Tiền bối, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, ta lúc nào đoạt đồ vật của hắn. Lại nói, hắn một tán tu, nào có tư cách nắm giữ vũ khí lợi hại như vậy. Kỷ Linh chân luống cuốn. Linh tính của binh khí, tính cách đều tương đối đơn thuần, thanh trường kiếm này, coi trường kiếm khác giống như vũ khí, có yêu quý đặc thù. Nguyên nhân chính là như vậy, khinh ngữ kiếm, khinh minh kiếm mới có thể dẫn tới nó ra tay giúp đỡ, giữ gìn mối quan hệ. Vốn cho rằng ở chung mấy trăm năm, đã trở thành bằng hữu, nằm mơ cũng không nghĩ đến, bị kẻ trước mắt này nói hai câu lừa gạt nói ta là tán tu. Ta là thiên tài của thánh nhân Trương gia, tiền bối không tin, có thể nhìn máu của ta một chút. Lông mày dương lên, ngón tay Trương Huyền búng một cái, một giọt máu tươi bay ra. Hậu nhân của thánh nhân quý tộc, trong cơ thể nắm giữ lực lượng thánh nhân, sử dụng thủ pháp đặc biệt, có khả năng phóng ra thánh khí. Trường kiếm trên bệ đá như biết cái gì, lắc lư một cái. Ô ô ô. Vài đạo kiếm khí lập tức rơi vào trên huyết dịch một đạo thánh khí lập tức sao động ra. Mặc dù cực kỳ mỏng manh, có thể bỏ qua không tính, nhưng đúng là huyết mạch của thánh nhân quý tộc. Trường kiếm lên tiếng. Cái này. Thân thể kỷ linh chân cứng ngắc. Trong tin tức kỷ linh phong cho hắn, chỉ nói trương huyền này là tiểu nhân vật từ thanh nguyên đế quốc tới, lúc nào biến thành người thánh nhân trương gia. Sớm biết liên quan tới thánh nhân quý tộc, đánh chết hắn cũng không dám động thủ A. À. Tiền bối chớ tin tên này ăn nói lung tung. Trường kiếm lợi hại như vậy, muốn được công nhận, nhất định phải lĩnh ngộ kiếm pháp cực kỳ cao, tên này am hiểu đao pháp, trưởng pháp, quyền pháp cùng thân pháp, trên kiếm pháp coi như biết một chút, cũng không có khả năng đạt tới tình trạng thu phục trường kiếm nửa bước lĩnh vực cảnh. Thấy đối phương dao động, Kỷ Linh Phong tiếp tục nói. Hắn cùng Kỷ Linh Chân cũng không phải đối thủ, chỉ có thể dựa vào bội kiếm này thay đổi kết cục, một khi thật bị đối phương mê hoặc, hoặc tin tưởng đối phương là hậu bối của thánh nhân quý tộc chất khẳng định là bọn họ trước đó đã giao thủ qua am hiểu là đao pháp quyền pháp trưởng pháp cùng thân pháp chưa từng dùng tới kiếm pháp kiếm nhẹ nhàng đao nặng nề dưới tình huống bình thường am hiểu đao pháp cơ bản không sở trường kiếm pháp chỉ cần bắt được điểm ấy xác định đối phương không thu phục được thánh khí trung phẩm đỉnh phong liền có thể chứng minh đối phương đang nói láo quả nhiên nghe nói như thế Thanh âm của trường kiếm trên bệ đá trở nên không vui. Ngươi am hiểu đao pháp. Đao kiếm bất lưỡng lập, cả hai từ trước tới nay cạnh tranh, gia hỏa này am hiểu đao pháp, tự nhiên để nó không vui. Tiền bối, đừng nghe hắn nói bậy, tại hạ là kiếm tu, am hiểu nhất là kiếm pháp, lĩnh ngộ kiếm pháp đã đạt đến cảnh giới thượng kiếm tâm, làm sao có thể tu luyện đao pháp. Ngón tay Trương Huyền điểm ra. Ầm. Một đạo kiếm khí phá không, chiếu rọi bốn phía kiếm ý tinh thuần, quả nhiên sớm đã đạt đến cảnh giới thượng kiếm tâm, cách nửa bước chân giải cũng không kém bao nhiêu. Ngươi, Kỷ Linh Chân cùng Kỷ Linh Phong đều sửng sốt. Vừa rồi tên này khống chế hơn trăm binh khí phá giải trận bàn, bọn họ đều thấy được, rõ ràng là dùng đao. Làm sao đảo mắt biến thành kiếm? Hơn nữa kiếm khí tinh thuần như thế. Bọn họ cũng không bằng. Kiếm ý sáng rực, khí tức trầm ổn, không phải thật tâm thực lòng với kiếm đạo, là không có khả năng lĩnh ngộ được loại cảnh giới này. Trường kiếm trên bệ đá lắc lư một cái, từ đáy lòng khen ngợi. Cái này. Thân thể kỹ linh chân, kỹ linh phong cứng ngắc. Nghe giọng nói của trường kiếm là có chút tán thưởng. Như vậy còn làm sao giết? Ta vì tới gần, hao tốn chí ít 500 năm, lấy ra bảo vật cùng vũ khí giá trị bao lớn, vượt qua mấy vạn tinh nguyên thượng phẩm. Chính ta lý giải kiếm đạo, càng đạt đến nửa bước chân giải, lâu như vậy cũng không có đạt được công nhận. Vì cái gì tên này chỉ là thượng kiếm tâm, liền có thể để hắn khen ngợi. Kỷ Linh Chân khó tin. Luyện hóa trường kiếm cấp bậc cao, có chút tương tự thuần thú, cần công phu nước chảy đá mòn, để đối phương công nhận mình. Vì tiếp cận gia hỏa này, hắn hao tốn tinh lực cả đời, cũng không có đạt được khen ngợi, đối phương chỉ nói mấy câu, liền khen không dứt miệng lúc nào thanh trường kiếm này thông tình đạt lý như vậy sớm biết như vậy mình cũng không đến mức nhiều năm không tiến triển chút nào cái tên này dùng ma âm cùng sư ngôn thiên thụ nhìn ra hắn nghi hoặc kỷ linh phong vội vàng truyền âm trong thanh âm của đối phương mang theo hướng dẫn cùng mê hoặc hắn nhìn rõ ràng nếu không lấy bản tính của trường kiếm khẳng định sớm đã bổ đối phương đáng ghét đối phương nói chuyện kỷ linh chân cũng hiểu được ánh mắt phát lạnh tức giận đến run rẩy tiền bối không nên nghe hắn ăn nói linh tinh vội vàng tiến về phía trước im miệng trương huyền hít mắt lại tiền bối hai người này muốn giết ta nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì ta triệt để lĩnh ngộ kiếm tự mà kiếm lão nhân lưu lại lý giải kiếm đạo sắp đột phá đến chân giải bọn họ sợ bị ta vượt qua cho nên mới động thủ triệt để lĩnh ngộ kiếm tự Lời này của ngươi thật chứ? Trường kiếm trên bệ đá rung lên, vội vàng hỏi. Tự nhiên là thật. Trương Huyền nhẹ gật đầu. Cái chữ này, nhất bút nhất họa, hết thảy ẩn chứa 107 loại kiếm pháp, trên toàn thể lẫn nhau không liên can, không có bất cứ quan hệ nào, thậm chí còn có rất nhiều xung đột tương khắc, nhưng đây cũng chính là chỗ cao minh của kiếm lão nhân. Trên thực tế hắn đã sớm dung hợp 107 loại kiếm pháp này lại với nhau, sáng chế ra một bộ kiếm pháp mới khác tiền bối không biết ta nói đúng hay không nói tiếp trường kiếm vội nói bộ kiếm pháp kia mặc dù không có thể hiện ở trong kiếm tự nhưng ta vẫn có khả năng suy đoán ra một chút hẳn là dung nạp vạn vật thống ngự bách binh nếu như không đoán sai bộ kiếm pháp kia của kiếm lão nhân có lẽ liên quan đến một loại kiếm trận nào đó mà muốn triệt để kích hoạt thì triển ra nhất định phải do tiền bối tọa trấn Trương Huyền nói tiếp. Trên tấm bia đá phía ngoài, ghi chép không biết bao nhiêu trí tuệ, thông qua thư viện, sớm đã tìm ra pháp quyết tu luyện chính xác nhất, sau đó lại thông qua hắn lý giải kiếm đạo, tổng kết ra những cái này không khó. Nói không sai. Trường kiếm trên bệ đá lên tiếng, lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, càng xem càng thỏa mãn. Có thể bằng vào một chữ kiếm lĩnh ngộ được những thứ này, thiên tư quả nhiên cường đại đến đáng sợ. Nếu như trước đây, Kỷ linh chân lĩnh ngộ được những cái này, có lẽ mình sớm đã thần phục, thành binh khí của đối phương. Người mới vừa nói, sắp đột phá đến kiếm đạo chân giải. Không biết cần bao lâu? Mười năm? Năm mươi năm? Hay một trăm năm? Nhớ tới vừa rồi đối phương nói, trường kiếm nhịn không được hỏi. Đối phương lý giải kiếm lão nhân lưu chữ sâu như vậy, lại đạt tới kiếm đạo chân giải, liền hoàn toàn phù hợp tất cả yêu cầu của truyền thừa không cần thời gian dài như vậy. Trương Huyền nhắm mắt lại. Ngươi chờ một chút. Năm phút là được. Năm phút. Trường kiếm trên bệ đá nhịn không được sững sờ. Kiếm đạo chân giải là lĩnh ngộ cảnh giới kiếm đạo tối cao, không phải dễ dàng lĩnh ngộ như vậy, không có mấy chục, mấy trăm năm tích lũy, gần như không có khả năng hoàn thành. Coi như kiếm lão nhân năm đó, cũng tích lũy không dưới một trăm năm, mới lấy được thành công. Gia hỏa trước mắt này, hoặc nhìn chẳng qua 20 tuổi, lĩnh ngộ thường kiếm tâm đã rất đáng sợ. Lại còn nói, chờ 5 phút, liền có thể đột phá đến kiếm đạo chân giải. Cái này sao có thể? Tiền bối, đừng nghe hắn nói bậy, hắn khẳng định là đang trì hoãn thời gian, không động thủ, ta sợ sẽ xuất hiện biến cố. Thấy sự tình phát triển đã bắt đầu không bị khống chế, kỹ linh chân cuốn cuồng. Ta triệu hóa ngươi ra, không phải để ngươi hàng huyên với kẻ địch thân là vũ khí, có thể chuyên nghiệp một chút hay không? Im miệng. Trường kiếm hét lớn. Ông. Kỷ Linh chân còn không kịp phản ứng, liền cảm thấy một đạo kiếm khí bén nhọn bay tới. Bành. Hơi đỏ mặt, phun ra một nguồn máu tươi, cả người bay ngược ra, ngực xuất hiện một vết máu, dữ tận đáng sợ. Dãy dụa đứng dậy, thân thể cứng ngắc, vẻ mặt của Kỷ Linh chân trở nên trắng bệch. Từ trước đến nay, Hắn chỉ biết thanh trường kiếm này là thánh khí thượng phẩm, nhưng cụ thể đạt đến cấp bậc gì, còn không hiểu rõ tình hình, cảm nhận được kiếm khí đánh tới, mới hiểu được, thực lực so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn nhiều lắm. Một đạo kiếm ý liền để hắn không có chút sức đánh trả, thật muốn giết người. Khẳng định ngăn cản không nổi. Còn dám nói nhảm, tin hiện tại lão tử liền giết chết ngươi hay không? Trường kiếm hừ lạnh. Cũng khó trách nó tức giận kiếm lão nhân vẫn lạc, hắn ở lại chỗ này, muốn thoát ly chỉ có hai điều kiện. Thứ nhất, triệt để lĩnh ngộ ý nghĩa chữ kiếm bên ngoài, thứ hai, lý giải kiếm đạo đạt tới tình trạng chân giải. Chỉ có thỏa mãn hai điều kiện này mới có thể thoát ly bệ đá, cá luyện biển cả, những năm này gặp qua không biết bao nhiêu thiên tài, đáng tiếc. Không có một người thỏa mãn điều kiện. Kỷ Linh Chân ở cách đó không xa kia, có thể nói là thiên tài nhất mấy ngàn năm nay, nhưng vẫn không cách nào đột phá chân giải nếu trương sư có thể làm được sẽ không cần tiếp tục đợi chờ tự nhiên không muốn những người khác chậm trễ hay phá hư tiền bối nghĩ đến tình cảm mấy trăm năm thế mà vẫn không bằng mấy câu của đối phương kỷ linh chân tức đến run rẩy nhìn không được nói hắn sử dụng sư ngôn thiên thụ cùng ma âm cố ý mê hoặc có chủ tâm không tốt mê hoặc đúng tiền bối ngươi nghĩ xem kiếm đạo chân giải sao mà khó khăn bao nhiêu thiên tài đều bị vây ở cửa ải này khó mà làm được xem như kiếm lão nhân cũng không dễ dàng đột phá như vậy kỷ linh chân tận tình khuyên bảo hắn chẳng qua chỉ là thượng kiếm tâm ngay cả nửa bước chân giải cũng không đạt tới làm sao có thể vài phút đã đột phá đến chân giải rõ ràng là cố ý kéo dài muốn lừa ngươi dùng phương pháp đặc thù luyện hóa ngươi cái này trường kiếm do dự Đối phương nói không sai, nếu kiếm đạo chân giải dễ dàng đạt tới như vậy, sẽ không mệnh danh kiếm thuật cao nhất rồi. Năm đó, kiếm lão nhân tung hoành liên minh đế quốc, không biết bao nhiêu cao thủ dùng kiếm đều thua ở trong tay, cũng bởi vì lý giải kiếm đạt đến chân giải. Loại lý giải này, vô số danh sư bác tinh cũng làm không được. Một tiểu gia hỏa 20 tuổi, thật sự có thể đột phá. Gia hỏa này quỷ kế đa đoan, khẳng định còn muốn chơi ám chiêu, không bằng hiện tại liền giết. Thấy nó dừng lại, Kỷ Linh chân biết có chút ý động, vội vàng hô, nhưng nói còn không có hết lời, đột nhiên toàn thân mắt lạnh, ngay sau đó liền cảm thấy một đạo kiếm khí vô cùng to lớn bay thẳng bầu trời. ầm ầm Toàn bộ kiếm trì tựa như sôi trào, nháy mắt một cái, vô số kiếm ý đồng loạt từ đằng xa bay tới, hội tụ qua bên này, tựa như tạo thành gió lốc. Đây là Cảm nhận được kiếm ý mình lĩnh ngộ trong cơ thể, bị áp chế không cách nào động đậy, cả người có chút cứng ngắc khuôn mặt của kỷ linh chân trắng bệt khống chế xoay người nhìn về phía kiếm ý truyền đến chỉ thấy thanh niên kia hai mắt nhắm nghiền cả người lại giống như biến thành một thanh kiếm sắt bất cứ lúc nào cũng sẽ phá không tới giết chết người công 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 vô số trường kiếm từ bên ngoài trận pháp phá không bay tới lơ lửng ở bốn phía nằm sấp trên mặt đất tựa như thấy được quân vương vạn kiếm triều tông đây là kiếm đạo chân giải khuôn mặt kỹ linh chân tái đi, lắc lư hai lần. Mới vừa nói đối phương nói bậy, khẳng định không cách nào đột phá, liền xuất hiện loại tình huống này, cả người cảm thấy sắp bối rối. 700 năm trước, hắn liền đạt đến nửa bước chân giải, thời gian dài như vậy, một mực nghiên cứu, cũng không thể đột phá, đối phương chỉ nhắm mắt lại tu luyện vài phút, liền đạt tới. Trên lệch cường đại, để hắn sắp sụp đổ. Tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hắn, hắn lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải. Nguy rồi. Kỷ Linh Phong thì con ngươi thu hẹp, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Vốn cho rằng bội kiếm của kiếm lão nhân sẽ trực tiếp ra tay, gạt bỏ Trương Huyền, không nghĩ tới thái độ mập mờ, hiện tại người sau đột phá. Làm không cẩn thận, không chỉ không giết, còn có thể nhận chủ. Nói cách khác, bọn họ sẽ rơi vào nguy hiểm. Trốn. Ý thức được điểm ấy, không dám tiếp tục dừng lại, cố nén trên người đau đớn cắn răng một cái xoay người phóng ra ngoài sương mù thời điểm hắn tới mặc dù là được kỷ linh chân tiếp đón nhưng lộ tuyến cụ thể ghi vào trong lòng lại thêm trận pháp vỡ vụn muốn chạy ra không tính quá khó rầm rầm mới vừa chạy hai bước còn chưa đi xa thân thể đột nhiên phát lạnh ngay sau đó liền cảm thấy nửa người dưới chạy ở trước mắt mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy kỷ linh chân thu tay lại kiếm khí chém ngang mình chính là từ đầu ngón tay đối phương bắn ra làm xong những chuyện này hắn vội vàng xoay người nhìn về phía bệ đá tiền bối ta là bị tên này mê hoặc mới động thủ với trương sư trên thực tế ngươi cũng biết ta nhiều năm chưa từng đi ra ngoài vốn không quen biết đối phương ngươi lạch cạch nửa người trên rơi xuống mặt đất máu tươi tuôn ra hai mắt kỹ linh phong trợn tròn xoe thẳng đến trước khi chết cũng không dám tin huynh trưởng của mình sẽ tự mình ra tay chém giết hắn. Im miệng, không nên quấy rầy trương sư đột phá. Dường như thường thấy giết người, trường kiếm không có chút tâm tình chập chờn, quát lạnh một tiếng. Vâng. Kỷ Linh Chân không dám nói lời nào, yên tĩnh đợi tại nguyên chỗ. Người vừa tới như Kỷ Linh Phong cũng có thể nhìn ra thái độ của trường kiếm, hắn bồi bạn đối phương mấy trăm năm, làm sao không rõ ràng. Muốn luyện hóa chui kiếm này, yêu cầu là lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, đối phương đã đạt tới, vừa rồi càng nói ra ý tứ mà kiếm lão nhân lưu chữ, luyện hóa chỉ là vấn đề thời gian. Một khi hoàn thành, mạng của hắn liền không còn, cho nên quyết định thật nhanh, chém giết kỹ linh phong, phủi sạch quan hệ. Sinh tử trước mặt, hắn ngay cả danh sư cũng có thể giết, huống chi huynh đệ. Chuyện bên này, Trương Huyền không biết, có phân thân thủ hộ, giờ phút này đã toàn tâm đắm chìm trong thiên đạo kiếm pháp. Bộ kiếm pháp kia, có thể nói tập hợp trí tuệ của tất cả cao thủ sử dụng kiếm trong phạm vi phong hào đế quốc, thậm chí liên minh đế quốc, một khi học tập, nguyên thần cả người như biến thành một thanh trường kiếm, vô cùng sắc bén, bất cứ lúc nào cũng sẽ trảm thiên diệt địa, phát huy ra uy lực chấn nhiếp thế nhân. Sau khi nguyên thần trường kiếm hình thành, tự hồ đối với kiếm thực lực thấp hơn hắn, có năng lực trưởng khống cực mạnh, hơi chuyển động ý nghĩ, liền có thể khống chế đối phương. Đương nhiên, chỉ là khống chế nông cạn nhất, để linh tính thần phục, không dám đối phó mình. Muốn triệt để khống chế, còn cần luyện hóa. Dù vậy cũng rất đáng sợ. Nắm giữ loại năng lực này, gặp gỡ kiếm tu thực lực tương đồng, đối phương căn bản không có cách nào chiến thắng. Lĩnh ngộ kiếm càng sâu, tiện tay một chiêu, đều là kiếm ý. Dùng kiếm mà nói, sức chiến đấu mạnh mẽ hơn quyền pháp, trưởng pháp gấp đôi. Con mắt đóng chặt, cảm nhận kiếm ý chảy xuôi ở trong người, đối với thực lực của mình, trương huyền đã có phán đoán rõ ràng không hổ là kiếm đạo chân giải lợi hại đúng rồi có loại thực lực này có phải có thể đánh bại phân thân hay không một cái ý nghĩ đột nhiên xông ra được rồi vẫn là không nên tìm ngược trương huyền lắc đầu hắn cùng phân thân dù xuất từ nhất thể nhưng đối phương nhờ cửu thiên liên thai thực lực vượt xa hắn mỗi lần cảm thấy tiến bộ muốn đi khiêu chiến liền phát hiện đối phương trở nên càng thêm cường đại. Lần này cũng giống như vậy. Mình lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, tinh thần câu thông, trên thực tế chẳng khác nào đối phương cũng hiểu, làm sao đánh thắng được. Thật muốn ra tay, có thể tưởng tượng, khẳng định sẽ bị đối phương đánh thành đầu heo, vô cùng thê thảm. Trương Huyền chậm rãi mở mắt. Lập tức nhìn thấy hơn 100 trường kiếm thánh khí trung phẩm nằm sấp ở cách đó không xa, từng cái rung rẩy. Khó trách trước đó mộ vân kiếm kính sợ Mã Minh Hải như vậy, thì ra là thế. Lĩnh ngộ chân giải, mới hiểu được vì cái gì mộ vân kiếm run rẩy Có loại năng lực này, có thể tùy tiện gạt bỏ linh tính của đối phương, làm sao không sợ hãi. Trương sư, chúc mừng đột phá. Ta cũng là bị tiểu nhân kỹ linh phong mê hoặc, mới làm ra quyết định sai lầm, mong đạt được tha thứ. Ngay sau đó nghe được một thanh âm, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kỷ linh chân quỳ gối ở cách đó không xa, trong mắt tràn đầy khủng hoảng. Trước đó hắn còn không phải đối thủ, hiện tại trường kiếm trên bệ đá rõ ràng bất công, lại thêm nắm trong tay nhiều thánh khí như vậy, thật muốn giết hắn, một ý niệm mà thôi. Tha thứ. Trương Huyền nhíu mày, lúc này mới phát hiện, kỷ linh phong đã bị giết, quay đầu nhìn phân thân một cái, linh hồn trao đổi, rõ ràng chuyện gì xảy ra, càng thêm nhíu mày. Ngay cả huynh đệ cũng có thể tàn sát, đã không còn nhân tính, không còn luân lý đạo đức. Dặn dò phân thân một câu, không tiếp tục để ý tên này, Trương Huyền nhìn về phía bệ đá cách đó không xa. Trương Sư Trường kiếm tràn đầy kích động. Sau khi kiếm lão nhân chết, nó vẫn bị phong ấn ở nơi này trên vạn năm, lâu như vậy, dù phần lớn thời gian đều đang ngủ say, nhưng nếu có khả năng rời khỏi, khẳng định sẽ không nguyện ý lưu lại. Trương Sư, trên người ta có lưu lại kiếm lão nhân truyền thừa, cần ngươi rút ta ra khỏi bệ đá mới có thể hiện ra. Một đạo ý niệm truyền tới. Rút ra. Lúc này Trương Huyền mới phát hiện, thanh trường kiếm này cắm ở chính giữa bệ đá, phản phất như bị thứ gì cầm cố, khẽ động cũng không thể động. Coi như thực lực của nó mạnh như vậy, cũng không thể tránh thoát. Ngươi đã không tránh thoát được, ta làm sao rút ra? Trong lòng nghi ngờ, nhìn không được hỏi. Đây là kiếm lão nhân lưu lại, chỉ có kiếm tu lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải mới có tư cách tiếp xúc hơn nữa phá vỡ phong ấn rút ta ra nhưng cụ thể phải làm như thế nào ta cũng không hiểu rõ tình hình trường kiếm xấu hổ nói sau khi kiếm lão nhân đi về cõi tiên phong ấn hắn ở nơi này hắn vẫn ngủ say chỉ biết là muốn thoát ly bệ đá nhất định phải đạt tới kiếm đạo chân giải cùng lĩnh ngộ ý nghĩa chữ kiếm tìm được truyền nhân còn làm sao rút hắn ra lại không hiểu rõ tình hình không biết rõ tình hình trương huyền lắc đầu ta thử một chút đi thanh trường kiếm này ít nhất đạt đến thánh khí thượng phẩm đối với hắn có trợ giúp rất lớn có khả năng biến thành của mình tự nhiên sẽ không cự tuyệt thân thể nhoáng một cái đi tới trước mặt nắm chặt trường kiếm cánh tay dùng sức trường kiếm đóng ở phía trên không nhúc nhích tí nào trương huyền nhíu mày cúi đầu nhìn xuống lại là vật phẩm thiên công khó trách lấy lực lượng của hắn, xem như một tòa núi lớn cũng có thể tùy tiện rút lên, giờ phút này ngay cả một bệ đá bình thường cũng không có biện pháp, nguyên lai like, bốn phía trường kiếm không chỉ có phù văn đặc thù phong ấn, quan trọng hơn là một cơ quan thiên công, một khi cắn vào, không có phương pháp đặc thù, thì căn bản không có khả năng mở ra. Kiếm lão nhân đã muốn lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải mới có thể có được truyền thừa, muốn rút kiếm, đoán chừng cũng có yêu cầu tương đồng. Suy đoán một chút, hai tay nắm chắc chui kiếm, trương huyền nhắm mắt lại kiếm đạo chân giải vừa mới lĩnh ngộ lập tức hình thành từng đạo kiếm ý chậm chạp vận chuyển ở trong người ầm ầm giống như vật gì đó bị kích hoạt nổ vang một tiếng một cỗ lực lượng đặc thù từ bốn phía bệ đá bừng lên sau đó một đạo kiếm khí bén nhọn đâm nhanh ra bao phủ chung quanh như là phong ấn trương huyền cảm giác thần trí của mình bị kiếm khí chặt đứt không nhìn thấy bên ngoài đồng dạng người bên ngoài cũng không nhìn thấy tình huống của mình nhướng mày, đang định buông kiếm ra, liền thấy kiếm khí chậm rãi hội tụ ở trước mắt, dần dần biến thành một lão giả. Bộ dáng có chút gầy yếu, nhưng cả người như một thanh trường kiếm, mang theo sắc bén, bất cứ lúc nào cũng sẽ đâm thủng bầu trời. Kiếm lão nhân Trương Huyền âm thầm cảnh giác Dù đối phương do kiếm khí hội tụ, nhưng trong đó ẩn chứa ý niệm khi còn sống, cực kỳ cường đại, coi như thực lực của hắn trước mắt, chỉ sợ cũng khó mà chống lại. Lão phu kiếm chân, người xưng kiếm lão nhân. Có thể kích hoạt ý niệm ta lưu lại, xem ra đã lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, có tư cách tiếp nhận truyền thừa của ta. Chấp hai tay sau lưng, trong hai con ngươi đen nhánh của lão giả, kiếm ý chảy xuôi, dường như có thể chặt đứt tất cả. Bái ta làm thầy, ta sẽ truyền cho ngươi linh hư tam kiếm, cùng phương pháp phá giải phong ấn. Bái sư, trương huyền nhíu mày. Được ta truyền thừa, nhận ân huệ của ta, Tự nhiên phải bái ta làm thầy. Trong thanh âm của kiếm lão nhân mang theo giọng nói không thể nghi ngờ. Linh hư tam kiếm của lão phu, một kiếm phá hải, một kiếm ung dương, một kiếm lăng thiên, đều là võ kỹ kinh thiên động địa, liên minh đế quốc vô số người tranh đoạt cũng không thể được. Nếu không phải trọng thương ở đây, sao có khả năng tùy tiện truyền cho ngoại nhân? Cao thủ bình thường muốn lưu lại truyền thừa, đầu tiên phải khảo nghiệm nhân phẩm, bản tính của đệ tử lúc kiếm lão nhân đến nơi này đã không kiên trì nổi, lại không cách nào thiết trí tất cả cửa ải, chỉ để lại chữ viết cùng bệ đá này, phong ấn trường kiếm ở trong đó. bất quá, mặc dù không cách nào khảo nghiệm hậu nhân, nhưng muốn học công pháp của hắn, bái sư là nhất định. không có danh phận thầy trò, sao yên tâm truyền thừa? người tiêu tốn tâm huyết, xem hiểu ta lưu chữ, tuổi còn trẻ, lĩnh ngộ kiếm đạo chân giải, chắc hẳn động tâm truyền thừa của ta đã lâu a. À. Sau khi bái sư, không chỉ truyền cho ngươi tam kiếm, còn dốc túi truyền cho lý giải đối với kiếm pháp cả đời, chỉ cần học được, trong vòng 300 năm, trở thành kiếm đạo tông sư của liên minh đế quốc không thành vấn đề. Trong giọng nói của kiếm lão nhân mang theo tự ngạo, hắn đối với kiếm pháp mình nắm giữ là tuyệt đối tự tin. Đối phương trăm cây nghìn đắng chạy tới, bỏ bao công sức nghiên cứu kiếm tự của mình, tự nhiên là muốn truyền thừa. Đã như vậy, làm lão sư cũng nên nắm giữ quyền uy cùng thân phận tuyệt đối. Giá đỡ phải bày đủ. Trong vòng 300 năm, mới trở thành kiếm đạo tông sư đỉnh tiêm của liên minh đế quốc. Quá lâu, ta sợ không đợi được. Vẻ mặt Trương Huyền làm khó, lắc đầu. Hắn nhất định phải đuổi ở trước 30 tuổi trở thành danh sư cửu tinh, mới có thể miễn trừ tiên thiên thai độc trong cơ thể bạo phát. Càng cần trước tháng tư sang năm, nắm giữ thực lực danh sư bát tinh đỉnh phong thậm chí cao hơn, mới có thể giải cứu lạc nhược hy ra khỏi ép hôn. 300 năm, chỉ là đỉnh tim của liên minh đế quốc, cùng thánh nhân quý tộc còn có trên lệch nhất định. Quá chậm. Chờ không được. Có ý tứ gì? Kiếm lão nhân hiếp mắt lại, kiếm khí ở trên không lập tức sao động, đâm vào không khí phát ra thanh âm nghẹn ngào. Là cảm giác kiếm pháp của ta quá mức thâm ảo, ngươi không có tự tin thành công. Không đúng. Có thể lĩnh ngộ ý nghĩa kiếm tự, nói rõ ngộ tính không yếu, dù linh hư tam kiếm trường ra phức tạp, nhưng chỉ cần nghiêm túc, vẫn có ba thành cơ hội tu luyện thành công. Đương nhiên, lĩnh ngộ ta lưu trữ thời gian càng ngắn, ngộ tính càng cao, tỷ lệ luyện thành sẽ càng lớn. Mục đích hắn lưu trữ rất đơn giản, khảo nghiệm ngộ tính một người. Không có ngộ tính, coi như cho bí tịch, cũng không cách nào thành công. Bởi vậy, xem hiểu hàm nghĩa thời gian càng ngắn, nói rõ ngộ tính liền càng nghịch thiên. Ta nhìn ngươi tuổi tác không lớn, hẳn là thời gian tìm hiểu kiếm tự không dài a." À. Kiếm lão nhân nói. "Không cao hơn 10 năm chứ, cơ hội luyện thành tam kiếm sẽ đạt tới 6 thành trở lên, có thể nói một chút tìm hiểu bao lâu hay không?" "Cái này." Trương Huyền gãi đầu một cái, cẩn thận nhớ lại. "Hẳn là có cái mấy, chục giây a." À. Chữ trên vách đá, hắn chỉ nhìn lướt qua, liền thu chú giải của mọi người, cẩn thận tính toán, toàn bộ thời gian tính gộp lại Hẳn là vài giây. Bất quá nói thẳng ra, quá mức dọa người rồi, nên lời đến khóe miệng lại tăng thêm gấp 10 lần. Mấy chục giây. Kiếm lão nhân sững sờ, kiếm ý đầy trời lay động, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Người nói chỉ nhìn mấy chục giây, liền nhìn ra mục đích cùng ý nghĩa ta lưu chữ. Đúng vậy, ngươi lưu chữ, dù chỉ là một chữ, lại ẩn chứa 107 loại kiếm pháp, 107 loại kiếm ý khác biệt, nếu như đoán không sai, hẳn là lưu lại một loại kiếm trận truyền thừa để thuận lợi dung hợp nhiều kiếm ý như vậy tốt hơn trương huyền cười cười loại tư duy này rất dễ phỏng đoán ngươi mấy chục giây cũng có thể thấy được ta lưu lại nhiều kiếm pháp như vậy dường như không cách nào từ trong kinh ngạc đi ra kiếm lão nhân tràn đầy khó tin một lát sau như nhớ tới cái gì nhướng mày lộ ra một tia không vui tuổi còn nhỏ thế mà đầu cơ trục lợi ngươi nói ngươi nhìn ra ý nghĩa ta lưu chữ vậy ta liền kiểm tra ngươi một chút nếu như còn có thể nhìn ra liền tin tưởng ngươi nói không ngoa hắn lưu lại kiếm pháp kiếm ý cực kỳ mịt mờ coi như kiếm đạo đại tông sư cùng cấp bậc với hắn lần thứ nhất tiếp xúc cũng sẽ choáng váng không biết rõ đến cùng xảy ra chuyện gì gia hỏa trước mắt này nói mấy chục giây liền nhìn ra chỉ sợ là đầu cơ trục lợi căn bản không phải là lĩnh ngộ của mình kiểm tra ta. Tốt. Trương Huyền gật đầu. Hiện tại ta thi triển kiếm chiêu, ngươi xem trong đó ẩn chứa bao nhiêu loại kiếm ý kiếm pháp. Hừ một câu, cũng không thấy kiếm lão nhân có động tác gì, Trương Huyền lập tức cảm thấy một cổ sát khí tuôn tới. ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thấy được một mảnh kiếm hải, tựa như một thế giới mới, thủy lưu biến hóa, thay đổi không lường, không chỗ không kiếm, khắp nơi đều kiếm. Có thể nhìn ra chiêu số vừa rồi của ta, ẩn chứa bao nhiêu loại kiếm pháp không làm xong những cái này kiếm lão nhân nhìn lại cái này trương huyền lắc đầu không nhìn ra kiếm ý rõ ràng như thế cũng nhìn không ra còn không phải đầu cơ trục lợi kiếm lão nhân không vui vừa rồi thi triển kiếm ý so với hắn để chữ lại đơn giản hơn nhiều như vậy cũng không nhìn ra đối phương nói mấy chục giây liền hiểu rõ ý nghĩa tương đương với lập tức vạch trần ta không nhìn ra ẩn chứa bao nhiêu loại kiếm pháp, nhưng nhìn ra có 17 chỗ sơ hở. Trương Huyền cười nhạt một tiếng. Hắn có khả năng lý giải chữ kiếm là bởi vì chú giải của vô số tiền bối, để hắn tự mình lĩnh ngộ mà nói, không có mấy năm thời gian, khẳng định làm không được. Bởi vì kiếm ý của đối phương lóe lên nhanh như vậy, coi như hắn đạt đến kiếm đạo chân giải, cũng không có khả năng chỉ nhìn một cái liền đếm hết được. Bất quá, vì sao phải đếm biết thiếu hụt là được. 17 chỗ sơ hở. Ăn nói bừa bãi. Khuôn mặt của kiếm lão nhân biến thành màu đen. Chỗ thứ nhất, kiếm ý vừa rồi, dù hùng hồn, lại mang theo ý hỗn tạp, nếu như không nhìn lầm, hẳn là một loại tuyệt chiêu vây người, muốn người chết, rất khó. Cũng chính là nói, thanh thế rất tốt, nhưng uy lực không đủ. Chỗ thứ hai, trong chiêu số, mang theo kiếm ý công kích nguyên thần, quả thực có thể để cho uy lực tăng thêm không ít nhưng chân chính thi triển ra, yêu cầu linh hồn cùng tâm cảnh của tu luyện giả rất lớn, một khi không đủ, không những không thể tiến công người khác, còn có thể sẽ bị đối thủ thừa dịp, đánh tan tại chỗ. Thứ ba Thứ tư Thứ mười bảy, chiêu số lớn mà tán, khẽ mà không, rõ ràng một chiêu có thể giết người, lại diễn biến ra mười mấy loại biến hóa, vẽ rắn thêm chân, bất quá cũng chỉ như vậy. Trương Huyền lắc đầu, nhàn nhạt nhìn qua, không biết ta nói những cái này có chính xác hay không ngươi ngươi lúc đối phương vừa mới nói hắn còn xem thường nương theo nói càng nhiều sắc mặt của kiếm lão nhân càng trắng nói đến một câu cuối cùng toàn thân đã run rẩy hoàn toàn nói không ra lời thân là kiếm đạo đại tông sư mình thi triển kiếm chiêu có vấn đề gì vẫn phải biết một chút đối phương chỉ nhìn một cái liền đào ra tất cả thậm chí nói còn kỹ càng hơn hắn đến cùng làm sao làm được. Ngộ tính như vậy, nhãn lực như thế, học tập linh hư tam kiếm, tất nhiên rất nhanh liền có thể thành công. Sau khi hết khiếp sợ, là cùng hỉ nồng đậm, hai mắt kiếm lão nhân tỏa sáng, cũng nhịn không được nữa, đang nghĩ để đối phương bái sư, truyền thụ kiếm pháp, liền nghe thanh niên đối diện thở dài. Tùy tiện thi triển kiếm pháp, cũng nhiều sơ hở như vậy, linh hư tam kiếm khẳng định cũng chỉ là hư danh. Được rồi, kiếm pháp chính ngươi giữ đi, ta không học. Hả? Kiếm lão nhân ngốc tại chỗ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.